chương 860, huyền đấu sĩ và huyền đấu trường. Ngay sau khi thanh niên áo xám cung kính dẫn thần dương ra khỏi phòng, gã liền quay người trở lại, trên mặt khẽ nhếch miệng, cười. Gã nắm gồng xiềng đang xích hàn lập, dùng sức kéo hắn lên, tiếp đó một cánh tay khác của gã nhấc lên, bất ngờ cánh tay gã hóa thành một đạo tàn ảnh hung tàn đánh vào bụng hàn lập. Âm một tiếng trầm đục vang lên, lực lượng một quyền này của thanh niên mặc áo xám đánh vào bụng hắn mạnh vô cùng, quyền kinh sắc bén, tưởng chừng như thanh cương đao xoáy tròn đâm vào bụng hắn hàn lập chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng mơ hồ như đảo ngược trong nháy mắt sắc mặt của hắn đã chuyển thành đỏ hồng rồi lại lập tức trở nên trắng bệch chán của hắn không ngừng đổ mồ hôi hắn liền không nhịn được mà khẽ rên một tiếng hắc hắc tiểu tử ngươi cảm thấy một quyền của ta như thế nào thanh niên mặc áo bào xám cười âm hiểm nói ra hàn lập vội thở gấp ho khan vài tiếng cúi đầu không nói gì xem ra tiểu tử ngươi rất biết điều đã đến đây cho dù ngươi có năng lực ngập trời cũng phải ngoan ngoãn nghe lời của ta nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết thanh niên áo xám thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ngay sau đó gã lấy chiếc chìa khóa ra mở gồng xiềng và dây xích đang trói trên người hàn lập xuống vẻ mặt hàn lập lộ vẻ kinh ngạc một tay chống đất từ từ đứng lên ngươi đừng hòng tìm cách bỏ trốn hãy nhìn xuống ngực của ngươi đi thanh niên mặc áo bảo xám cười lạnh một tiếng nói ra hàn lập nghe vậy liền cúi đầu xem thử Lúc này hắn mới thấy trước trái tim của hắn có thứ gì đó nhô lên, hắn vội vàng dùng thần thức quét qua, chợt biến sắc. Chỉ thấy trước trái tim hắn có một con rết màu đen nằm đó, chân con trùng sắc bén lấp lóe lên từng tia từng tia ánh sáng màu đen, đang kề sát bên trái tim hắn. Thứ này là độc môn bí trùng hắc kiếp trùng của Thành Thanh Dương ta, nếu mà ngươi dám bỏ trốn, hoặc là có ý đồ loại bỏ hắc kiếp trùng, con trùng này sẽ lập tức xé nát trái tim của ngươi, cho ngươi một cái chết bất đắc kỳ tử. Thanh niên mặc áo bảo sám thấy vẻ mặt của Hàn Lập, đắc y nói: Sắc mặt Hàn Lập âm tình biến ảo, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Vốn thanh niên mặc áo bảo sám đang định thưởng thức vẻ mặt thất hồn lạc phách của Hàn Lập, không ngờ đối phương đã mau chóng lấy lại tâm tình, khiến cho gã không khỏi mất đi cảm giác hứng thú. Hừ, cầm lấy, đây là thẻ số của ngươi, đi theo ta, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một vài thứ ở đây. Thanh niên hừ một tiếng, lấy một tấm lệnh bài màu đen ném tới, rồi sau đó quay người đi ra bên ngoài. Hàn lập tiếp lấy tấm lệnh bài, chỉ thấy một mặt trên tấm lệnh bài có viết tên của mình Lệ Phi Vũ, mặt khác thì có một chữ cái thật lớn cửu, phía dưới chữ lớn đó có ba dòng số nhỏ là 332. Ánh mắt của hắn khẽ lây động, nhưng cũng không có mở miệng hỏi, mà thành thật cất bước đuổi theo. Hàn lập nhìn thấy bóng lưng không có chút phòng bị nào của thanh niên mặc áo bảo xám, mà trong lòng hắn không có chút lòng dạ nào để đánh lén cả. Một quyền của gã vừa rồi, có thể thấy thực lực của thanh niên mặc áo bảo sám không yếu chút nào, tối thiểu phương diện huyền khiếu được đã thông trong cơ thể gã không kém gì hắn. Rất nhanh, hai người đã ra thạch thất, đi vào một dãy hành lang thật dài, ngay khi đi hết dãy hành lang, thì thấy một gian đại sảnh phía trước. Không gian trong sảnh rộng lớn vô cùng, khoảng chừng hơn ngàn trượng, vách tường được dùng từ một loại đá màu đen sắp xếp chồng lên nhau mà tạo ra, phía trên còn được khắc từng đạo đường vân màu đen. Vách tường màu đen ẩn ẩn còn lộ ra một cô ánh sáng màu đen, Nhìn như không cách nào phá vỡ vách tường được. Ngay phía trước đại sảnh có một lối đi được thông ra bên ngoài, từ đó có ánh sáng chiếu rọi vào bên trong, đồng thời còn từng đợt từng đợt tung hô từ bên ngoài truyền vào bên trong, dường như náo nhiệt vô cùng. Hơn nữa sâu trong đại sảnh có một cái bàn đá màu trắng cao vài trượng, sau cái bàn có 7,8 tên ma tộc mặc trang phục màu đỏ, nhìn như là nhân viên làm việc ở đây. Ngay lúc này, trước bàn đá đã tụ tập không ít người, cách ăn mặc của tất cả những người này đều giống như nhau, tất cả bọn họ đều cởi trần khoác trên người một cái áo choàng rộng, dưới người thì mặc quần đùi, đang xếp hàng chờ đợi. Trên vách tường hai bên đại sảnh, lộ ra từng cái cánh cổng đang mở, phía sau mỗi cái cổng đều có một đường thông đạo, không biết nó dẫn đi hướng nào. Tiểu tư, người hãy nhớ kỹ nơi này, nơi này là tổng điện của huyền đấu trường, là nơi rất là quan trọng đối với ngươi, còn đài thi đấu tranh tài thì ngay ở bên ngoài, những người này đều là huyền đấu sĩ giống như ngươi vậy. Thanh niên mặc áo xám liếc hàn lập, thản nhiên mở miệng hình như nhân số huyền đấu sĩ ở đây không ít. Hàn Lập nhìn ra bên ngoài một cái, rất nhanh liền thu ánh mắt lại, rồi nhìn qua đám người bên trong đại sảnh, ánh mắt chấp động nói. Đương nhiên, số lượng huyền đấu sĩ bên trong huyền đấu trường của chúng ta có rất nhiều, nhiều người giống như ngươi, là nô lệ, cũng có nhiều là người là người của huyền thành muốn ma luyện ở đây. Bởi vì quá nhiều, mà chúng ta đã phân nó ra, các huyền đấu sĩ sẽ chia thành 10 khu, hiện giờ ngươi ở khu thứ 9, số 332 huyền đấu sĩ. Thanh niên áo bảo xám cười cười, nói ra, thì ra là vậy, vậy những người này tụ tập ở đây làm gì vậy? Lúc này Hàn Lập mới hiểu được ý nghĩa của tấm lệnh bài kia đại biểu cho cái gì, lại hỏi. Ngươi hãy xem lại tấm lệnh của ngươi, dưới cái tên của ngươi có cái gì? Thanh niên áo bảo sám hỏi ngược lại. Hàn Lập nghe vậy, liền lấy tấm lệnh bài ra, nhìn xuống dưới tên của mình, chợt thấy một con số nhỏ bé ghi là số 10. 10, đây là gì? Đó là huyền điểm, Mỗi lần những huyền đấu sĩ các ngươi tham gia tranh đấu, liền nhận được khoản thù lao nhất định, mỗi lần giao đấu, mà kệ có thua hay thắng đều thu hoạch được một vài huyền điểm, đương nhiên, nếu thắng sẽ được nhận nhiều huyền điểm hơn, hơn nữa ngươi là người mới gia nhập, vì vậy mà ở đây đã tặng ngươi 10 huyền điểm. Ở chỗ này huyền điểm là thứ tốt, nó có thể đổi được đủ thứ vật phẩm, vũ khí, thú hạch, đan dược chữa thương. Còn về phần đổi như thế nào, nơi đó có một danh sách trao đổi, lúc nữa ngươi có thể tới mà xem một tay thanh niêm áo bảo xám chỉ lên vách tường kế bên cái bàn đá màu trắng, nơi đó có một cái bảng biểu kê. Hàn lập đảo mắt nhìn lên cái bảng trên vách tường, hai mắt hắn liền sáng lên. Trái lại hắn không để gì tới mấy món vũ khí, đan dược chữa thương, món đồ mà ánh mắt hắn nhìn là thú hạch, vì thứ này là thứ hắn đang cần vô cùng. Ngoại trừ mấy chỗ tốt mà ta vừa nói, huyền điểm còn có thể đổi lấy cơ hội vào tinh trì để tu luyện. Thanh niên áo bảo xám rất hài lòng với cái cách phản ứng hàn lập, lại tiếp tục nói. Tinh trì, đó là chỗ nào vậy? Hàn Lập thu tầm mắt lại, hỏi. Đó là một cái ao được Thanh Dương thành chủ dùng thủ đoạn đặc thù tạo ra, nó có thể hấp thu ngưng tụ lực lượng tinh thần trên trời. Lực lượng tinh thần bên trong tinh trì vô cùng dồi dào, tu luyện ở trong đó, hiệu quả mạnh hơn nhiều so với cách nuốt thú hạch rồi luyện hóa, hơn nữa nó còn trợ giúp rất nhiều cho việc đả thông huyền khiếu. Trong mắt thanh niên áo bảo sám cũng hiện lên một tia sốt ruột, nói ra. Hàn lập nghe vậy, tim hắn đập như chống trận, muốn tu luyện bên trong tinh trì, mỗi lần cần phải tốn 100 huyền diệm, bây giờ ngươi đừng có hòng mà nghĩ tới nó. Thanh niên áo bảo sám cười nhạo nói, Hàn Lập không để ý vẻ trào phúng của thanh niên áo bảo sám, mà ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Được thanh niên áo bảo sám nói sơ qua tình hình ở đây, ngay lúc này tình cảnh hắn cũng không tính là quá tệ, chỉ cần hắn có thể lấy được thú hạch, hắn liền có thể trở nên mạnh mẽ. Còn về mọi chuyện liên quan đến hắc kiếp trùng trong cơ thể, tử linh, thạch xuyên không, giải đạo nhân, chỉ có thể từ từ tìm phương phương giải quyết. nếu đúng như lời của thần dương đã nói là thật, thì chỉ cần hắn có thể biểu hiện ra đủ giá trị, hắn tin tưởng những vấn đề này đều sẽ được giải quyết. hết thảy tất cả đều có thể quyết định ở bên trong huyền đấu trường này. vũ khí, thú hạch nơi này phẩm chất còn tốt hơn so với bên ngoài. hơn nữa ở đây có tinh trì, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi sẽ sinh tồn tốt hơn so với bên ngoài nữa. dường như thanh niên áo bảo sám nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hàn lập, thầm ý nói ra. Hy vọng là vậy, Hàn Lập thản nhiên nói, tình cảnh huyền đấu trường nơi này, đại khái liên quan tới những thứ này, còn chuyện khác chính ngươi từ từ tìm hiểu đi. Thông đạo này dẫn tới chỗ khu thứ 9 mà ngươi nghỉ ngơi, nơi đó có gian phòng thuộc về ngươi. Nếu ngươi có giao đấu, trên lệnh bài sẽ hiện ra thông báo. Thanh niên áo bảo sám chỉ ra một cái cổng bên trái đại sảnh, nói ra. Hàn Lập nhìn sang, thấy trên thông đạo đó có một chữ cửu thật to, nhẹ gật đầu. Còn thông đạo khác cũng có một vài ký hiệu có con số khác, xem ra cũng thông về nơi nghỉ ngơi của khu vực khác, trong đó có một cái thông đạo dẫn đến tinh trì. Chỉ là cái thông đạo đó đã được đóng chặt cửa, không cách nào đi vào được. Người được ta mang vào, thành thật mà ở nơi này, so tài cho tốt vào, không nên có tâm tư gì khác, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Bất ngờ thanh niên áo bảo xám bước tới gần Hàn Lập, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, lạnh giọng cảnh cáo, nói. Được, Hàn Lập nhắm mắt cúi xuống, nói ra sắc mặt thanh niên áo xám trở lại bình thường, liền quay người đi ra bên ngoài. Ngay sau khi Hàn Lập đợi gã rời khỏi, hắn đứng ngay tại chỗ chốc lát, rồi rất nhanh bước ra bên ngoài đại sảnh. Chợt hắn thấy đại sảnh đang lơ lửng giữa không trung, phía dưới nó là một cái quảng trường khổng lồ, trung tâm nó có ba cái đấu trường hình quả bầu dục, được sắp xếp thành hình tam giác. Xung quanh ba cái đấu trường là một cái rãnh sâu thật rộng lớn, bên ngoài rãnh sâu là vách tường bóng loáng thẳng đứng cao mấy chục trượng, hơn nữa trên đỉnh vách tường còn có một loạt hàng rào đen nhánh, Sử dụng vật liệu giống như vách tường bên trong đại điện, trên mặt còn lấp lóe từng tia từng tia ánh sáng màu đen, cũng cho người ta cảm giác không thể nào phá vỡ. Ngay phía sau hàng rào đó là từng dãy ghế quan sát, dãy sau cao hơn dãy trước, bày ra vô số chỗ ngồi. Mà chính giữa khán đài là có một bình đài rộng lớn, đó là nơi đặt cược, phía trên bình đài còn một tấm bảng thật lớn, trên đó ghi tên huyền đấu sĩ có mặt trên đài, có cả ghi chú tỷ lệ đặt cược mỗi người. Ta đặt Thái Chính, 50 huyền tệ, ta đặt Lân Lang thú. 70 huyền tệ, xung quanh bình đài đánh cược có rất nhiều vây quanh nó, bọn hắn đều tranh nhau đặt cược. Ngay lúc này trên đấu trường đều đang được tiến hành trận đấu, trong đó hai đấu trường là nơi dành cho cuộc chiến giữa huyền đấu sĩ cùng lân thú chém giết, còn đấu trường thứ ba thì là nơi dành cho hai tên huyền đấu sĩ đánh nhau sống chết. Bởi vì trang phục của các huyền đấu sĩ rất đơn sơ, cho nên mỗi lần giao thủ đều có máu tươi bắn ra, cảnh chiến đấu vô cùng kịch liệt, đẫm máu. Rất nhanh, một đấu trường giác đấu đã kết thúc một gã huyền đấu sĩ bị một đầu lân thú như con cự lang xé thành mảnh nhỏ khắp nơi trên đấu trường to lớn đều có máu tươi cùng xác thịt huyết tinh không gì sánh được những người xem trên khán đài thấy vậy vẻ mặt lộ ra hưng phấn cực độ thậm chí lộ vẻ điên cuồng âm thanh hô hào kèm theo âm thanh hưng phấn gào thét xen kẽ đó là tiếng giống giận dữ khi thua cuộc mặc dù thanh niên áo xám nói bất kể thắng hay thua đều có thể nhận được huyền điểm nhưng gã không nói nếu mà thua là ngay cả mạng sống cũng không còn chứ nói gì tới nhận được bao nhiêu huyền điểm Hàn lập lẳng lặng nhìn một lát, rồi lập tức quay người rời đi, đi vào sâu bên trong sảnh, nhìn về phía tấm bảng trao đổi trên vách tường. Đúng như thanh niên áo bảo sám nói, chỗ này có thể sử dụng huyền điểm đổi được rất nhiều thứ, đủ loại như thú hạch, đan dược, vũ khí. Tranh thủ thú hạch, 500 năm thú linh, 5 huyền điểm. Thái hùng lân thú thú hạch, 800 năm thú linh, 10 huyền điểm. Chư diện thú hạch, giao lân đan, lấy từ thú hạch của giao lân thú 1.000 năm thú linh làm chủ dược mà luyện chế thành, 18 huyền điểm. Kim phong hổ cốt nhận, được luyện thành từ xương cốt của kim phong lân hổ 2.000 năm thú linh, 38 huyền điểm. Cốt tê thuẫn, chương 861, chuyển hóa hấp thu, ánh mắt hàn lập không ngừng nhìn xuống bảng trao đổi, cũng theo đó mà giá cả các món đồ cũng càng lúc càng tăng dần. Trên đường đi theo đám người thần dương đến thanh dương thành, trong lúc vô tình hắn đã được nghe một vài chuyện ở bên trong thích lân không cảnh từ những người kia mặc dù lòng dạ đối phương khó lường trong lời nói còn dấu diếm ít nhiều gì đó nhưng đối với những chuyện liên quan đến đám hung thú này ngược lại cũng không đến mức dấu diếm cho nên với những đồ vật được liệt kê trong bảng trao đổi hắn cũng đại khái hiểu rõ một ít dị thú bên trong tích lân không cảnh đều có thiên phú dị bẩm lúc sinh ra đã có thực lực luyện hư kỳ thậm chí là đại thừa kỳ trở lên sau đó lại thông qua hấp thu lực lượng tinh thần để tăng thực lực vì vậy mà mọi người ở đây mới lấy tuổi thú để phân chia đẳng cấp lân thú thú tuổi càng cao thực lực càng mạnh lực lượng tinh thần ẩn chứa trong thú hạch cũng càng nhiều cũng vì vậy thân là huyền đấu sĩ nơi đây bất kể là tự nguyện tới đây hay là bị nô dịch như hàn lập mục đích cũng chỉ có là thông qua chém giết để không ngừng đổi lấy thú hạch và vũ khí được liệt kê ở đây rồi dùng chúng tăng lên thực lực của mình ở chỗ này chỉ cần có nhiều huyền điểm thì thậm chí ngay cả thú hạch lân thú vạn năm thậm chí vài vạn năm đều có đương nhiên những thứ này đều phải đổi từ huyền điểm với con số trên trời Tuy rằng bây giờ hắn trông mà thèm với mấy thứ này, chỉ tiếc hiện tại trong tay hắn không có gì, chỉ có mỗi người huyền điểm. Phải nghĩ biện pháp thoát khốn, phải bàn bạc kỹ hơn, thân ở nghịch cảnh, phải tránh rối loạn trong lòng. Hàn lập âm thầm lắc đầu, bình tĩnh, ánh mắt bắt đầu do dự. Ồ, hắn chợt nhẹ ồ lên một tiếng, ánh mắt dừng lại trên một kiện vật phẩm cấp trung. Thú hạch tháp là thú hai nghìn năm thú linh, ba huyền điểm một viên. Ánh mắt hàn lập sáng lên, lập tức đi đến trước thạch đài ta muốn đổi ba miếng thú hạch tháp la thú 2000 năm thú linh. Hắn lấy ra lệnh bài thân phận, đưa cho một nhân viên áo bảo đỏ thấm sau bệ đá. Những huyền đấu sĩ xung quanh đó nghe vậy nhìn sang, không ít người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nhao nhao lộ vẻ mặt cổ quái, có vài người thậm chí không chút che giấu chảo phúng trong mắt. Ngươi mới tới à, đừng trách ta không nhắc ngươi, tuy rằng thú hạch tháp la thú ẩn chứ không ít lực lượng tinh thần, nhưng mà con thú này có thể chất đặc thù, dẫn đến lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong thú hạch rất là hỗn loạn hấp thu lại cực kỳ khó khăn chỉ sợ phần lớn đều thoát ra ngoài hết nhân viên áo bảo đỏ thấm liếc nhìn Hàn Lập nói thì ra là như vậy Hàn Lập nghe vậy giật mình khó trách thú hạch của con thú này được bán với giá hời đến thế đa tạ các hạ nhắc nhở hắn vừa cười vừa nói cũng không có ý thay đổi quyết định hiện giờ huyền điểm của hắn không nhiều lắm chỉ có thể đổi tháp la thú rẻ nhất này nhân viên áo bảo đỏ thấm thấy vậy không nói gì nữa, lấy ra một cây gậy ngắn màu trắng, điểm trên lệnh bài của Hàn Lập một cái, 10 điểm huyền điểm trên lệnh bài hắn lập tức biến thành một điểm. Sau đó gã tìm một hồi rồi lấy ra ba miếng thú hạch lớn cỡ trứng gà, đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập nhận thú hạch, rồi thu vào, hắn không ở nơi này lâu mà đi về phía khu vực thứ 9. Đi qua một thông đạo tối sầm, một không gian rộng rãi xuất hiện ở phía trước, thoạt nhìn rất giống một hang động rộng lớn. Hang động lộ ra hình tròn, dọc theo vách động được đào ra từng cái thạch thất, Trừng hai ba mươi gian phòng, mỗi gian đều được đánh số. Đỉnh hang động khảm nạm mấy khối huỳnh thạch màu trắng, tàn mát ra ánh sáng hơi mờ, chỉ đủ để chiếu sáng một vài khu vực xung quanh, còn ánh sáng nơi khác thì rất là ảm đạm. Lúc này hơn 10 huyền đấu sĩ đang ngồi lớn tiếng nói chuyện ở bên trong hang động, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha ha. Thấy Hàn Lập xuất hiện, bọn họ đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang, rồi bắt đầu đánh giá hắn. Hàn Lập không để ý đến những người này, ánh mắt đảo qua bốn phía hang động, rất nhanh đã tìm thấy gian phòng được đánh số 332, cất bước đi tới, kéo mở cửa phòng muốn đi vào. Vào lúc này, một tráng hán mặt sẹo cao lớn chắn phía trước, một cước đạp vào cửa phòng. Cửa phòng đóng lại thật mạnh, phát ra một tiếng vang lớn. Tiểu tử, người còn chưa chào hỏi lão đại chúng ta ở đây mà đã muốn vào cửa sao? Quả là không có chút phép tắc nào. Vẻ mặt tráng hán mặt sẹo tràn đầy kiêu ngạo, nhe răng cười nói. Chào hỏi, vẻ mặt hàn lập không chút biểu tình, hỏi. Ngươi là người mới, trên người có 10 điểm tích lũy đúng không? Dâng 10 điểm tích lũy này cho ta, sau đó ta dâng lên cho độc long lão đại, đây là quy củ của nơi này. Tráng hán mặt sẹo xiết quả đấm, tiếng khớp xương vang lên liên tiếp. Những người khác đều cười hì hì nhìn qua xem náo nhiệt. Hàn lập lướt nhìn đám người cạnh đó, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì. Lỗ tai người bị điếc hay là đầu không dùng được, tráng hán mặt sẹo trừng mắt, tiếp tục nện mạnh một quyền trên cửa phòng hàn lập, phát ra một tiếng vang thật lớn tránh ra, chó ngoan không cản đường. Hàn lập nhíu mày, nhàn nhạt nói, ha ha, mặt sẹo, người ta vốn không để ngươi vào mắt, chửi mắng ngươi là chó đấy. Một người béo tròn vẻ mặt giữ tợn cười nói, mặt sẹo, ngay cả người mới ngươi cũng không sơi được, chật chật. Một gã nam tử có bộ dáng như cây sậy, lắc đầu nói. Những người khác cũng mở miệng cười ha ha, trong tiếng cười phát ra vô cùng chế diễu. Sắc mặt tráng hán mặt sẹo trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng giống như một con trâu được tức giận. Tuy gã lớn lên cao to nhưng ở khu thứ 9 này thực lực chỉ thuộc về hạng thường, bình thường luôn bị những kẻ khác giễu cợt. Đối với chuyện này, gã chỉ có thể âm thầm chịu đựng, đồng thời tìm một ít gia hỏa thực lực nhỏ yếu phát tiết phẫn nộ và uất ức. Những người mà tráng hán mặt sẹo thích ức hiếp nhất là những người mới có bộ dáng ôm yếu như Hàn Lập, nào ngờ hôm nay gã không ức hiếp được mà còn bị làm cho nhục nhã. Tiểu tử, người muốn chết, tráng hán mặt sẹo nổi giận gầm lên một tiếng cánh tay như đao hung hăng chém xuống đầu hàn lập phát ra tiếng xé gió bén nhọn xem tình thế này là muốn chém đầu hàn lập thành hai khúc trong mắt hàn lập hiện lên tia lạnh lẽo liền đánh ra một quyền mạnh mẽ va vào cánh tay tráng hán mặt sẹo Giang rác từ đó phát ra tiếng xương gãy thanh thúy chuyển đến cánh tay tráng hán mặt sẹo đột nhiên gãy gập đồng thời bị phản chấn bật về nện mạnh vào ngực gã lại kèm thêm một tiếng nổ nặng nề vang dội cả người tráng hán mặt sẹo bị hất lùi lại vài chục bước, đập vào vách tường đối diện mới ngừng lại, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lúc này tráng hán mới kịp phản ứng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn Hàn Lập. Huyền đấu sĩ khác một mảnh xôn xao, phần phật một tiếng tất cả đều đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, sắc mặt thay đổi. Hàn Lập không để ý đến những người này, mà mở cửa bước vào phòng mình, sau đó khẽ đảo tay, dầm một tiếng đóng cửa lại. Không gian trong thạch thất không lớn, chỉ có cơ ba bốn trượng, ngoại trừ một chiếc giường đá, cùng một bộ bàn thì không còn vật gì khác. Trên nóc dưới nhà chợt lộ ra một đoạn rễ cây màu trắng, bạch quang liên tục tuôn ra từ rễ cây, chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Đây là lực lượng tinh quang, thần thức hàn lập quét qua bạch quang, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn khẽ thả thần thức ra, định tính dò xét ngọn nguồn lực lượng tinh quang từ vài đoạn rễ cây màu trắng đã mọc dài trên đó. Nhưng vách đá thạch thất này, dường như được dùng một loại tài liệu kỳ lạ nào đó, không ngờ có thể ngăn được thần thức của hắn bay tới đó, hắn đành phải bỏ qua. Không thể tưởng được trên đời lại có kỳ vật như thế, vậy mà có thể truyền tải lực lượng tinh quang. Hàn lập nhìn dễ cây màu trắng, thì thào nói, tuy là hắn không cách nào dùng thần thức dò xét, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, lực lượng tinh thần từ dễ cây này phát ra không phải từ bản thân nó, mà là truyền đến từ nơi khác. Dễ cây màu trắng chỉ là công cụ truyền lại, chẳng qua, lực lượng tinh quang dễ cây tản mát ra cũng không nhiều, chỉ có thể cung cấp cho tu luyện bình thường sức chú ý của Hàn Lập rất nhanh rời khỏi dễ cây, thần thức dò xét bốn phía thạch thất một lần, không phát hiện nơi nào bị động tay động chân, lúc này hơi buông lỏng trong lòng, ngồi xuống giường. Trên giường đặt hai bộ quần áo và phục sức huyền đấu sĩ, quần đùi áo choàng. Hắn nhìn hai bộ quần áo và phục sức này, nhíu mày, chẳng qua vẫn là cởi y phục trên người, đổi lại một bộ trang phục huyền đấu sĩ. Hàn Lập đặt quần áo ban đầu của mình trên đầu giường, chợt hắn hóp bụng một cái, liền há mồm phun ra một cái tiểu bình màu xanh sẫm đúng là trưởng thiên bình nhìn trưởng thiên bình trong tay trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười trước khi đến thanh dương thành vì phòng bị khi gặp phải tình huống không lường được hắn đã sớm nuốt trưởng thiên bình vào bụng may mắn trước đó hắn còn giữ lại chiêu này nếu không bây giờ rất có thể trưởng thiên bình đã đã rơi vào trong tay đám người thần dương hàn lập nhìn trưởng thiên bình một lát lần nữa nuốt nó vào bụng đi đến chỗ rễ cây màu trắng ngồi xuống Hiện giờ tu luyện mới là quan trọng nhất. Hàn lập lấy ra một viên thú hạch tháp la thú, lực lượng tinh thần bên trong thú hạch không ít, nhưng cực kỳ tán loạn, sôi trào giống như nước sôi. Hắn nhíu mày, vẫn há miệng nuốt vào trong bụng, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Sau khi thú hạch tháp la thú vừa vào bụng hắn thì liền hòa tan rất nhanh, hóa thành một đoàn lực lượng tinh thần cường đại. Cỗ lực lượng tinh thần này giống như ngựa hoang thoát cương, đầu đá lung tung trong cơ thể hắn, hơn nữa còn tràn ra cả bên ngoài khác hoàn toàn với tình huống khi hắn nuốt thú hạch khác. Hàn lập vội vàng toàn lực vận chuyển vũ hóa phi thăng công, hấp thu cỗ lực lượng tinh thần này. Tuy rằng hắn toàn lực vận công, nhưng giống như gã kia đã nói, chỉ có thể hấp thu non nửa, những lực lượng tinh thần còn lại sẽ rất nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng vào thời khắc đó, dị biến phát sinh, trường thiên bình trong bụng hắn chợt run lên, miệng bình tản mát ra một cỗ quang mang nhu hòa. Lực lượng tinh thần đang tản ra bốn phía cho thấy chúng bị hút lại, tất cả đều nhanh chóng quay ngược trở về. Hàn lập cảm ứng được chuyện này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không khỏi kinh hỉ, vội vàng vận chuyển vũ hóa phi thăng công hấp thu cỗ lực lượng tinh thần này. Nhưng hắn chưa kịp hấp thu được bao nhiêu, thì cỗ lực lượng tinh thần này đã hòa nhập vào bên trong trường thiên bình. Hắn vỗ chán một cái, bất đắc dĩ thở dài, luận về năng lực hấp thu lực lượng tinh thần, bản thân hắn sao có thể cướp đoạt lại với trường thiên bình. Lực lượng tinh thần trong thú hạch tháp la thú cuồn cuộn tiến vào trường thiên bình, quang mang trong bình lóe lên, dần dần nổi lên một giọt lục dịch. Trong nháy mắt khi giọt lục dịch ngưng tụ ra, lực lượng tinh thần còn dư lại ngừng tiến vào trong bình, mà lượn vòng bay quanh trường thiên bình. Hàn lập thấy vậy, lập tức sướng sờ, nhanh chóng thở ra một hơi, tiếp tục vận chuyển vũ hóa phi thăng công hấp thu lực lượng tinh thần quanh miệng bình. Cỗ lực lượng tinh thần này đi qua trường thiên bình tiếp dẫn, đã nhu hòa hơn rất nhiều, lúc hấp thu lại có phần trôi chảy. Mà lực lượng tinh thần dễ cây màu trắng trên đỉnh thạch thất cũng tản mát ra, hội tụ đến dung nhập trong cơ thể của hắn từng cỗ một lực lượng tinh thần dung nhập huyền khiếu thứ hai của vũ hóa phi thăng công huyền khiếu thứ hai chậm rãi rung động bắt đầu dần dần đầu mở ra ngay lúc hàn lập tu luyện không khí trong khu vực thứ chín lại trở nên có chút vi diệu mặt sẹo khoanh chân ngồi trước một gian thạch thất đóng chặt cửa tựa hồ đang chờ thứ gì đó cánh tay đứt gãy vạn vẹo đã khôi phục bình thường chỉ là miệng vết thương vẫn đang sưng đỏ một mảnh thi thoảng nhìn về phía thạch thất của hàn lập trong mắt hiện lên một tiêu án độc Vốn đám huyền đấu sĩ khác tụ tập trong khu thứ 9 thấy vậy, trong mắt đều lộ ra một tia khinh thường, trải qua thời gian ngắn châu đầu ghé tai, rồi cũng nhao nhao rời đi. Chương 862, tiếng hò hét vang khắp nơi. Trong nháy mắt, đã qua hơn nửa ngày, chỉ nghe một tiếng két vang nhỏ, thạch thất trước mặt gã mặt sẹo từ từ mở ra. Gã mặt sẹo giật mình đứng lên, bước nhanh về phía trước, đứng đợi trước cửa. Tiếng bước chân vang lên, một bóng người cao lớn từ bên trong thạch thất đi ra. Người này chính là một cự hán một mắt, thân hình vô cùng cao lớn, còn cao hơn gã mặt sẹo khoảng hai cái đầu, thân thể rất phạm vỡ giống như một con gấu khổng lồ, chiếu xuống thành một cái bóng cực lớn. Trên ngực cự hán độc nhãn xăm một con gấu màu xanh rất to, khiến cho gã toát lên vẻ dữ tợn, cả người giơ tay nhấc chân đều tạo ra một khí thế như một ngọn núi cao nguy nga khổng lồ. Độc long lão đại, ngài phải làm chủ cho ta, gã mặt sẹo không nói hai lời, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt cự hán, khóc lóc kể lể. Mặt sẹo, cánh tay của ngươi bị sao vậy? Độc Long ngẩn ra, sau khi thấy cánh tay của mặt sẹo, sắc mặt gã lập tức trầm xuống. Tay của ta là do một người mới chặt gãy, chuyện là thế này. Lúc này, mặt sẹo mới thêm dầu thêm mỡ vào thuật lại những lần xảy ra xung đột với Hàn Lập, nhấn mạnh vào việc Hàn Lập không coi Độc Long lão đại ra gì, khi nghe huyền điểm là để tặng cho Độc Long lão đại, không những hắn không đưa mà còn đánh cả gã nữa. Những gì mặt sẹo nói là thật, Độc Long khẽ nhíu mày, nhìn về phía một gã huyền đấu sĩ vừa mới đi ngang qua, lạnh giọng hỏi. Tình huống thực tế không sai biệt lắm, nhân vật mới kia quả thật có chút kiêu ngạo, người đó nhìn mặt sẹo cúi đầu nói. Hay lắm, bây giờ người mới càng ngày càng không biết phép tắc gì cả. Độc Long gật đầu một cái, sải bước về phía thạch thất của Hàn Lập. Nhưng mà vào lúc này, bảng số treo bên hông gã, chợt lóe lên một đạo hắc quang. Độc Long ngừng chân lại, tháo cái bảng số xuống, rồi nhìn một cái, gã khẽ nhướng mày may mắn cho tiểu tử ngươi gã hử lạnh một tiếng xoay người đi về chỗ ở của mình độc long lão đại mặt sẹo trần chờ hỏi một tiếng ta có một cuộc tranh tài cần đánh ngươi yên tâm chờ khi trận đấu kết thúc ta sẽ cho cánh tay bị thương của ngươi một câu trả lời độc long vừa đi vừa nói chuyện lão đại cứ dóc lòng lo cho trận đấu của mình đi có cần sai bảo gì cứ giao cho ta ta sẽ không để uy nghiêm của ngài bị tổn hại được mặt sẹo vội vàng khoát tay nói độc long hài lòng gật đầu một cái rồi lại quay đầu nhìn về gian phòng 332 của Hàn Lập, rất nhanh đi vào gian phòng của mình. Tiểu tử, lại để ngươi sống lâu hơn một chút vậy. Mặt sẹo căm hận nhìn nơi Hàn Lập ở, rồi quay người đi ra. Hàn Lập đối với mọi chuyện xảy ra bên ngoài tự nhiên không biết chút gì. Lúc này, hắn đang ngồi xếp bằng trong căn phòng số 332 của mình. Hai ngón tay kẹp một viên thú hạch tháp la thú cuối cùng, do so dự một chút rồi ngước cổ lên nuốt xuống. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, tiếp tục vận chuyển vũ hóa phi thăng công. Một lát sau, trên đùi hắn phát ra điểm ánh sáng huyền khiếu thứ hai, hơn nữa theo thời gian trôi qua, huyền khiếu càng ngày càng sáng. Không biết qua bao lâu, một tiếng phốc vang nhỏ, huyền khiếu bỗng phát sáng lên, rồi sau đó lại phai nhạt xuống. Hàn lập mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Nhờ có lực lượng của ba viên thú hạch tháp la thú, cuối cùng hắn cũng mở ra được huyền khiếu thứ hai. Sau đó, hắn thở dài một hơi, một tay vỗ lên đất một cái, Thân thể mượn lực đó mà nhảy lên, hai chân động một cái, rất nhanh cả người chấp động đi khắp gian phòng, tốc độ nhanh hơn lúc trước không ít, hơn nữa cái cảm giác nặng nề lúc đi lại của thân thể cũng đã giảm đi rất nhiều. Càng đi sâu vào bộ công pháp Vũ Hóa Phi Thăng công, hắn ngày càng xem trọng bộ công pháp này, nhất là trong hoàn cảnh bây giờ, cần phải sớm tu luyện thành. Nhưng lúc này trên người hắn chỉ còn lại ít huyền điểm, cần phải kiếm thêm một ít mới được. Vào thời khắc này, thẻ bảng số mà hắn đặt lên giường, chợt sáng lên hắc quang phát ra âm thanh ông ông. Hàn Lập lấy bảng số ra, phía trên hiện ra một hàng chữ nhỏ. Thật sự muốn cái gì, là được cái đó. Trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười, mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên trong khu vực thứ 9, giờ phút này tụ hợp mười mấy tên huyền đấu sĩ, thấy Hàn Lập xuất hiện, ánh mắt dối rít lộ ra vẻ cổ quái. Lần này, Hàn Lập cũng không để ý, bước nhanh rời khỏi đây, nhanh chóng tới đại sảnh. Hắn không dừng lại ở đấy mà đi vào một lối đi khác bên trong lối đi đó là từng bậc cầu thang dẫn xuống phía dưới rất nhanh đến đáy đại sảnh tuy là phần đáy đại sảnh cũng là một gian đại sảnh khác nhưng nó có diện tích sắp xỉ đại phía trên chỉ là ánh sáng ở đây hơi mờ tối trước đại sảnh là một cửa đá rất to ngăn cách phía bên ngoài lúc này bên trong phòng khách có một đại hán đầu mọc một sừng ngoài ra không có ai khác thấy hàn lập xuất hiện độc giác đại hán nhìn lại ngươi chính là lệ phi vũ độc giác đại hán hỏi trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên đúng vậy Hàn Lập lấy bảng số treo ở đó ra. Hay lắm, tới rất đúng lúc, kế tiếp ngươi sẽ có một trận giao đấu, chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Độc giác đại hán gật đầu một cái, đi tới cạnh cửa đá, vỗ bàn tay lên trên cửa đá một cái. Trên cửa đá két một tiếng, mở ra một chiếc cửa nhỏ vẹn vẹn chỉ có một người đi qua được. Độc giác đại hán quay đầu ra hiệu Hàn Lập đứng ở đây đợi, sau đó bước đi ra ngoài. Chư vị, cuộc tỉ thí tiếp theo ngàn năm khó gặp, hai vị tuyển thủ ra sân, một bên là một con lân thú hổ lân thú sống hơn 3.000 năm, đây là lần thứ tư con lân thú này ra sân, lần trước nó đã thắng ba tên huyền đấu sĩ, còn xé nát hai người để ra làm thịt, xứng đáng cái tên một hung thú ăn thịt người. Giọng nói của độc giác đại hán vang động trên sân, gây hưng phấn hò hét trên khán đài. Có thể là lần đầu hàn lập ra sân, cho nên lúc này hai cuộc so tài khác cũng đều tạm ngừng, cả hội trường chỉ có trận giao đấu của hàn lập và hổ lân thú. Kế tiếp là một tuyển thủ khác cũng không phải dạng vừa, đó là một tên cực kỳ hiếm thấy, hắn đến từ nhân tộc tiên vực, huyền đấu sĩ lệ phi vũ. Độc giác đại hắn tiếp tục kêu lên, lời này vừa nói ra, người xem trên khán đài xôn xao lên, tiếng hò hét vang khắp trời. Nhân tộc huyền đấu sĩ, đã biết bao năm rồi chưa từng thấy, ô thật là chuyện hiếm lạ, hắc hắc, nếu ta nhớ không lầm thì ngàn năm trước có một tên nhân tộc huyền đấu sĩ ở sân giác đấu huyền thành bị xé nát, về sau không còn huyền đấu sĩ nhân tộc nữa, dù sao nhân tộc cũng quá yếu. Nhân tộc hèn mọn, phải cạo thịt và máu hắn từng tấc từng tấc một. Từng trận kinh hô ồn ào từ tám hướng kháng đài vang lên như rời núi lấp biển. Hổ lân thú và lệ phi vũ ở giữa huyền đấu liền sẽ bắt đầu, nếu người xem có hứng thú, thì hãy mau chóng đặt tiền cược, một khi giao đấu bắt đầu thì cuộc đặt cược sẽ lập tức dừng lại. Thấy tình cảnh trước mắt độc giác đại hán mừng thầm trong lòng, cất giọng tuyên bố. Lúc này, trên bình đài đã báo ra tỷ lệ đặt cược của Hàn Lập và Hổ Lân Thú là 5 bồi 1. Ta đặt Hổ Lân Thú, 100 huyền tệ. Ta cũng đặt Hổ Lân Thú, 150 huyền tệ. Ta cũng đặt 300 huyền tệ, Hổ Lân Thú. Lão Trần, 300 huyền tệ là số vốn cuối cùng của người, người muốn đặt hết luôn sao? Trước khi ta chưa tới đây, ta đã có một vị hảo huynh đệ tốt, chính bị tu sĩ nhân tộc tiên vực giết chết, không nghĩ đến hôm nay sẽ gặp lại một gã nhân tộc, xem như vì người huynh đệ kia, hôm nay ta phải lấy tất cả tài sản cược người kia sẽ chết. Khi thân phận tu sĩ nhân tộc của Hàn Lập được công khai thì sự náo động tăng lên như sóng to gió lớn, người tham sự cũng dần tăng lên, hơn nữa tất cả mọi người đều cực Hàn Lập sẽ chết. Không lâu sau, số người đặt tiền cược tăng nhiều, tỷ số bồi giữa Hàn Lập và Hổ Lân Thú cũng từ đó mà năm bồi một tăng thành thập nhị so với một. Nói cách khác, nếu có người cực Hàn Lập thắng nếu mà đặt đúng, thì 100 mai huyền tệ sẽ trở thành 1.200 mai huyền tệ và ngược lại nhưng dù sao đại đa số đều cược cho hổ lân thú dầu gì đây cũng là cơ hội kiếm tiền nên không ai từ chối đã đến giờ hết giờ đặt cược tiền cuộc giao đấu bắt đầu độc giác đại hán hét lớn một tiếng tiếng sóng to lớn ở hội trường cũng cuồn cuộn lan rộng ra ầm ầm một tiếng va chạm vang lên cánh cửa căn phòng tối sát bên huyền đấu trường từ từ bật lên ánh sáng bên ngoài chiếu vào dọi ra một bóng dáng nào đó kèm theo đó là từng trận hô hào cùng tiếng gào thét khắp bốn phía từ những người vây xem ở trên khán đài huyền đấu trường. Dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, dần trở nên hưng phấn và cuồng nhiệt. Hàn lập chậm rãi đứng lên, đi qua cửa đá kia, đi ra khu huyền đấu trường khổng lồ được lát đá màu đen. Hắn từng bước đi ra giữa quảng trường, hơi cúi đầu, cẩn thận quan sát vách đá màu đen không biết bao nhiêu năm đã thắm máu, tạo thành một màu đỏ sậm. Hàn lập cảm giác không khí xung quanh bốn phía đều tràn ngập một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. nhạt. Người này là nhân tộc sao, hãy xem thân thể hắn kìa, quá là mỏng manh. Không có thú vị gì cả, chắc là không cản được một kích của lân thú được. Vậy mà không thèm đeo khôi giáp, tay không, cái này là đi chịu chết sao? Trận chiến này không có gì đáng để xem, chỉ là công khai cho lân thú ăn thịt mà thôi, chả trách sao vì vậy mà tỷ số lại bồi cao như vậy. Trên kháng đài, một nam tử da xanh có vóc người cường tráng, chỉ là thân thể của gã còn nhỏ bé so với nam tử độc giác, tùy ý cười nói ngươi là người đánh cược tên nhân tộc kia thắng sao? Ta nói, tiểu tử ngươi vì tiền mà muốn điên rồi sao? Hắn mà thắng ta sẽ quỳ xuống kêu ngươi bằng cha, ha ha. Ai, người nào nói, chưa tới phút cuối, không ai biết trước được gì xảy ra. Thần sắc nam tử độc giác lúng túng, tuy ngoài miệng có chút không phục nhưng cách nói chuyện lộ ra vẻ không chắc chắn. Vốn gã thấy tỷ lệ đặt cược cho lân thú quá tăng cao, gã liền ôm lòng cầu may muốn cược lớn một lần, nhưng khi thấy bộ dáng hàn lập ra sân, mơ hồ trong lòng gã như muốn tuyệt vọng. Ha ha kỳ thích hư, cứ cho là vậy đi, ta không nghĩ rằng ngươi ở trong tích lân không cảnh mảnh đất chim không thèm ỉa lâu như vậy mà vẫn còn ngây thơ. Nam tử da xanh ha ha cười lớn, độc giác nam tử không thèm nói nhiều, sắc mặt biến đổi lúc trắng lúc xanh. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, chỉ mong cho cái tên vừa hại gã thua tiền vừa làm gã mất mặt này, sẽ chết thảm hơn một chút. Tiếng hò hét nổi lên bốn phía huyền đấu trường, không chỉ riêng họ mà tất cả mọi người đều nhận định, tên nhân tộc yếu đuối này sẽ không chịu nổi, tuyệt đối không phải là đối thủ của lân thú. Bọn họ bắt đầu mong đợi một thịnh yến đẫm máu tanh sắp xảy ra. chương 863, không thể đánh tiếp rồi. Huyền đấu trường, khu giữa khán đài, một chỗ ngồi riêng biệt của khách quý, đặt hai ghế đá dài phủ lên ra thú, phía trước là bàn đá, đặt trên đó hai cái chén đá lớn có chút khoa trương. Bên trong chứa đựng huyết dịch còn mới không biết là của dị thú gì, từ đó tán phát ra từng trận khí tức âm ấm ngay ngái. Ngồi trên ghế đá là một gã kim cương đại hán khuôn mặt ngăm đen, bên cạnh gã còn tựa sát một nữ tử thân hình uyển chuyển, nhưng dung mạo lại bình thường, đang dùng bàn tay trắng ngọc mềm mại như cây cỏ xoa cánh tay gã. Bên cạnh gã lại có một tên nam tử xanh đen mặc cốt khải màu trắng, thể trạng hơi gầy, trên mặt sinh ra lân phiến xám trắng, ba vết thú chảo gây ra vết thương cào qua nửa gương mặt y, dung mạo nhìn có chút hung ác nham hiểm dữ tợn. Con mắt nam tử xanh đen ngắm nhìn dáng người nóng bỏng của nàng kia, ánh mắt lướt từ phần cổ dọc theo đường nét lung linh cơ thể nữ tử, trượt xuống cái mông cao vút, lại lướt qua cặp đùi đẹp thon dài trắng muốt, không chút che giấu vẻ tham lam trong mắt. Hổ bí, không bằng chúng ta lại thêm tiền đặt cược, như thế nào? Kim cương đại hán nhìn như không thấy, cười hỏi, thần dương, có phải đầu óc người gần đây có chút không dùng được không, đã đặt cược một khoản trên người tên nhân tộc yếu đuối kia, giờ lại đòi cược thêm nữa. Nam tử có vết thương trên mặt có chút kỳ quái, hỏi: người chắc là không hiểu, đánh bạc càng lớn, kiếm càng nhiều, như vậy mới hồi hộp. Kim Cương Đại Hán chính là Thần Dương, lơ đễnh cười nói: tốt a, à, có người đưa tiền đến cửa, ta không lý nào cực tuyệt. Lại nói, người ngắm nghía vật gì của ta hả? Hổ Bí nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: lần trước thành chủ ban thưởng cho ngươi một miếng thú hạch lân cức thú thế nào? Thần Dương cười nói, Hổ Bí nghe vậy, thần sắc có chút do dự ánh mắt không khỏi nhìn về phía thân ảnh nhân tộc trên huyền đấu trường, trong lòng có chút nghi hoặc, lại mơ hồ có chút bất an. Y cao mày một lát, lại cảm thấy chính mình quá lo lắng, hôm nay đối thủ chém giết với tên nhân tộc kia là một đầu hổ lân thú có thọ nguyên chừng 3.500 năm trở lên. Phải biết rằng, trong tích lân không cảnh này sinh tồn khó khăn dị thường, không chỉ chém giết với đồng loại, còn phải đối phó với tù nhân di dân đi săn bắn, đại đa số dị thú có thể sống qua nghìn tuổi đã 10 phần không dễ dàng. Có thể sống qua 3.500 tuổi, ngoại trừ vận khí tốt, đương nhiên phải dựa vào thực lực chân chính. Tốt, ta cược với ngươi, bất quá nếu ta thắng, tiểu mỹ nhân này sẽ phải đến dưới chướng hầu hạ cho ta. Ánh mắt hổ bí rơi vào phía trên mông nữ tử bên cạnh thần dương, hận không thể từ phía trên cạo xuống mấy lượng thịt, cao giọng nói ra. Một lời đã định, thần dương cố ý vỗ nhẹ mông nữ tử một cái, cười nói. Nữ tử cười tươi một tiếng, nghiêng đầu sang nhìn về phía hổ bí, một đôi tròng mắt mị hoặc, dung mạo nàng vốn không tính là xuất chúng, vậy mà cũng tỏa sáng ra một hương vị khác, khiến cho cả người hổ bí một hồi khô nóng. Giống, đúng lúc này, trên huyền đấu trường bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào rú cuồng bạo. Tầm mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn sang, chỉ thấy một đầu dị thú cự hổ hung mãnh hình thể cao hơn người trượng, trên người là vết phần vện, có hai màu lân phiến đen trắng, từ trong lồng giam phóng ra, mãnh liệt bổ nhào về phía trước. Răng to trong miệng nó so le với nhau, lóe lên hàn quang, hai răng nanh dài nhọn sắc bén dài ra ngoài, giống như hai thanh trường mâu chọc xuống, đầu lâu vung lên không trung gào rú, trong tiếng gào tràn đầy vẻ phẫn nộ cừu hận. Nguyên bản huyền đấu trường ẩm ý hỗn loạn, sau một tiếng điên cuồng gào thét phía dưới, lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng ngay sau đó liền vang lên một hồi thanh âm hoan hô cuồng nhiệt như sơn hô hải khiếu. Giết, 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 cắn chết hắn, cắn chết hắn, từng đợt thanh âm gào rú hưng phấn cuồng nhiệt từ bốn phương tám hướng chuyển đến, bầu không khí toàn bộ huyền đấu trường đều trở nên náo động. Hàn lập thân ở chính giữa huyền đấu trường, với tư cách là người tham gia trận chiến máu tanh, lại không có chút cảm giác nóng bỏng nào. Hai mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đầu dị thú đối diện kia, trong nội tâm không biết là lạnh lùng, hay là phẫn nộ, toàn thân rõ ràng không có bất kỳ chấn động khí tức nào tản mát ra, lại làm cho người ta có loại cảm giác mười phần áp chế cổ quái. Đầu hổ lân thú kia ngửa đầu gào rú một hồi, sau đó cúi đầu nhìn nhân loại nhỏ bé trước mặt. Mới nhìn qua thì thấy tròm dâu dị thú cứng rắn như cương châm, đột nhiên thân thể nó hơi cứng lại, dâu hùng nơi bờ môi có chút run rẩy vài cái, phát ra một hồi tiếng gầm trầm thấp. Hai chân trước tráng kiện của nó đạp xuống mãnh liệt, thân hình đột nhiên vào tới, mau lẹ tới cực điểm. Hầu như chỉ trong nháy mắt, chân trước hổ lân thú đã nhào tới trước người Hàn Lập. Hàn Lập thấy thế, thân hình lập tức lùi về phía sau một bước, thân thể đột nhiên đảo một cái về phía sau, 38 huyền khiếu trên thân hầu như lập tức sáng lên, trở mình lại, tung một cước đá lên hàm dưới hổ lân thú, chỉ nghe rầm một tiếng trầm muộn hổ lân thú với thân hình to lớn khí thế lao tới trước đột nhiên dừng lại đầu lâu cũng mãnh liệt lật về phía sau lại cứng rắn bị một cước của hàn lập đá dừng lại trên khán đài huyền đấu trường vang lên một tiếng thét kinh hãi tất cả mọi người cho rằng nhân tộc không có áo giáp cùng binh khí kia hẳn là bị đầu hổ lân thú này tung một kích chí mạng mới đúng nhưng trước mắt lại xuất hiện một màn cổ quái như vậy chỗ khách quý hổ bí cũng có chút kinh ngạc thân hình thoáng nghiêng về phía trước một chút cẩn thận ngó nhìn phía bên kia nhưng vào lúc này đầu lâu hổ lân thú kia bị đá ngã ngửa ra sau đột nhiên mãnh liệt chúi xuống phía dưới lại như một cái thiết trùy to lớn trực tiếp rơi đập trên mặt đất ầm một tiếng vang thật lớn mặt đất huyền đấu trường nứt ra cát đá văng khắp nơi bụi mù tràn ngập ra thân ảnh hàn lập cũng bị bao phủ trong đó không cách nào thấy rõ chỉ nghe một tiếng gầm truyền đến thân hình to lớn hổ lân thú từ trong bụi mù đột nhiên vọt ra thân hình xông thẳng tới phía trước mà một cái răng nhanh to lớn đang gắt gao đẻ lên một bóng người đương nhiên chính là Hàn Lập. Hai tay Hàn Lập gắt gao chống đỡ răng nhanh lân thú, hai chân một trước một sau đạp trên mặt đất, nhưng vẫn bị lực lớn vô tận của dị thú đẩy tới, hai chân như cầy trên mặt đất kéo lê hai khe rãnh thật sâu, một ngực bị đẩy đến vách đá. Vách đá không biết làm từ chất liệu gì, Hàn Lập tựa lưng lên đó, cảm thấy có chút mát lạnh, lại vững chắc vô cùng. Lồng ngực Hàn Lập nhấp nhô kịch liệt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, hai tay đột nhiên đè xuống một cái, cỗ man lực do hổ lân thú ép đến lập tức chút xuống mặt đất phía dưới. Chỉ nghe phập một tiếng kêu sắc nhọn, răng nanh hổ lân thú kia bị hắn đè xuống lập tức đâm mãnh liệt xuống dưới mặt đất. Răng nanh hổ lân thú bị đóng vào trong lòng đất, mãnh liệt quằn quại, vậy mà không thể rút ra, cả khối đầu lâu giống như bị đính trên mặt đất. Hàn Lập dựa thế lướt lên không, một cước giẫm lên mũi hổ lân thú, mãnh liệt đạp một cái, thân hình linh động trực tiếp nhảy lên đầu của nó. Đầu lâu hổ lân thú mãnh liệt nhoáng một cái, muốn tránh thoát ra hàn lập cúi người xuống đột nhiên nâng lên một quyền đấm mạnh xuống đầu lâu hổ lân thú ầm một tiếng vang thật lớn một đạo sóng khí vô hình từ đầu lâu hổ lân thú nổ ầm ầm ra quét về bốn phương tám hướng đầu lâu thú này mới vừa vặn nâng lên một chút lại trùng điệp rũ xuống hai răng nhọn tức thì bị nện đóng sâu vào dưới mặt đất ầm ầm một quyền qua đi một quyền khác lại đến hàn lập cũng không vì khống chế được đầu dị thú này mà trầm tĩnh lại ngược lại một quyền tiếp theo một quyền rơi đập xuống dưới ầm 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 đầu lâu hổ lân thú chấn động liên tục nham thạch dưới mặt đất không ngừng vỡ vụn văng ra từng đạo vết máu đỏ thẫm từ đó chảy xuống róc rách rót thành mấy dòng suối máu tươi trên khán đài huyền đấu trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người trợn tròn mắt chuyện này mới qua bao lâu chứ một khắc chuông nửa khắc chuông tựa hồ thời gian một nén nhang cũng chưa tới nhân tộc này lại đánh cho đầu hổ lân thú kia nằm dài trên mặt đất liên tiếp hơn 10 quyền nện xuống thân hình hổ lân thú vốn còn nhổm lên vậy mà đã nằm sắp xuống, chẳng qua là tiểu phúc còn lay động một chút, nhưng không có tiếp tục dẫy dụa kịch liệt nữa, thoạt nhìn tựa hồ sinh cơ đã cực kỳ suy yếu rồi. Rút cuộc, Hàn Lập dừng lại, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét lên khán đài một hồi, cuối cùng rơi vào chỗ khách quý thần dương đang ngồi, ánh mắt băng lãnh, giống như là đang nhìn người chết. Trên nắm tay hắn đã sớm huyết nhục mơ hồ, không biết là do chính bản thân hắn, hay là bị nhiễm huyết dịch, chảy từng chút từng chút từ đầu quyền xuống, rơi trên người hổ lân thú, tóe lên từng đoàn huyết hoa trên khán đài huyền đấu trường yên tĩnh một hồi sau đó đột nhiên bộc phát lên một hồi thanh âm hoan hô chẳng qua là lần này thanh âm đều dành cho hàn lập lệ phi vũ lệ phi vũ lệ phi vũ thắng thắng buôn bán lời buôn bán lời lúc trước tên độc giác nam tử đặt cược trên thân hàn lập càng kích động đứng lên trong miệng kêu to không ngớt tên nhân tộc tạp chủng này thoạt nhìn có chút không tầm thường a à. hổ bí nhìn bộ dạng hàn lập trong miệng khẽ gắt một cái hùng hùng hổ hổ nói ra thần dương thoáng sờ đùi ngọc nữ tử trong ngực chẳng qua chỉ cười mà không nói hổ bí nhìn bộ dạng của gã trong nội tâm cân nhắc một chút cao mày nói họ thần ngươi trung thực nói cho ta biết có phải ngươi biết cái gì đó hay không ha ha ta biết cái gì chứ những người bị ném vào huyền đấu trường đều là sinh tử tự lo ta đánh bạc đều dùng ánh mắt cùng vận khí huống hồ hiện tại thắng bại còn chưa rõ ràng mà thần dương cười hắc hắc lười biếng nói ra gã vừa dứt lời dị biến nổi lên Giống, một tiếng gào rú cuồng bạo vang lên, hổ lân thú một thân lân phiến đen trắng lật lên tầng tầng, như là vô số lưỡi dao sắc bén dựng đứng lên cao. Hàn lập đứng trên đầu lâu nó, thân hình lướt qua một bên, nhảy xuống phía dưới. Chỉ thấy chính giữa huyền đấu trường, hổ lân thú đã bị đánh nằm dạp trên mặt đất, hơi thở mong manh, giờ phút này hai mắt đảo về phía trước một cái, nguyên bản con người màu đen trực tiếp lật lên, bên trong tròng mắt lại xuất hiện song song đồng tử thứ hai, thình lình biến thành màu tím xanh. Cái này là, Song Đồng Lân thú, Thần Dương thoáng nhìn thấy một màn này, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không quan tâm gì đến nữ tử kiều mị đang dán trên người gã, trực tiếp đẩy qua một bên, đứng lên. Ha ha, Song Đồng Lân thú, không ngờ là loại biến dị khó gặp này, thực lực không phải chỉ là hoàng giai lân thú, xem ra hôm nay đại đội trưởng nhìn lầm rồi. Lần này đến phiên hổ bí đắc ý cười to, biến dị Song Đồng hổ lân thú, thực lực có thể so với huyền giai lân thú, trận này không thể đánh tiếp rồi. Thần Dương căn bản không để cá cược với hổ bí trong lòng, thần sắc ngưng trọng nói. Dứt lời, gã liền muốn ly khai gian khách quý, đi tới chỗ quản sự phía dưới huyền đấu trường. Thần huynh, người tính làm gì vậy? Hổ bí thấy thế, nhướng mày, đưa tay ngăn cản gã. chương 864, ngoài dự liệu, việc này người không biết rõ cho lắm, trận huyền đấu này nhất định không thể đánh tiếp được, nếu không ngăn cản thì sẽ muộn. Thần Dương đè cánh tay của y xuống, định đẩy ra rời đi ngươi cũng đừng quên quy củ trong thành này kết cục của huyền đấu chính là sinh tử tự lo tuyệt không có khả năng ngừng lại chẳng lẽ vì không muốn để thua ta một mỹ nhân ngươi muốn ngỗ nghịch chống lại quy định của thành chủ sao hổ bí cũng mạnh mẽ cả giận nói thần dương nghe được lời ấy thoáng bình tĩnh lại cao mày đẩy cánh tay hổ bí ra lạnh lùng nói việc này ta đi tìm thành chủ đừng trách ta không nhắc nhở ngươi thành chủ cũng sẽ không làm hư quy củ do hắn định ra đâu hổ bí nghe xong lúc này mới chậm rãi thu cánh tay lại, giống cười mà không phải cười nói. Thần Dương căn bản không để ý tới lời nói của y, trực tiếp quay người rời khỏi gian khách quý. Lúc này, khán giả trên huyền đấu trường cũng đã phản ứng kịp, rốt cuộc có người nhận ra đầu song đồng hồ lân thú kia. Chẳng qua lúc này tất cả mọi người chỉ cảm thấy kinh ngạc, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên tiếp tục ủng hộ nhân tộc kia, hay là một lần nữa ủng hộ đầu hồ lân thú. Trong lúc mơ hồ, có một ít người tựa hồ sinh ra một chút lòng chắc ẩn với tên nhân tộc kia. Độc giác nam tử vốn đặt cược trên thân Hàn Lập, giờ trợn mắt há hốc mồm co quắp ngồi xuống, trong nội tâm phức tạp. Phía trước gã là nam tử da xanh một mực trào phúng nhìn gã, khóe miệng kéo đến mang tai, cười thỏa mãn vô cùng. Mặc kệ người vây quanh như thế nào, Hàn Lập thân ở giữa huyền đấu trường, tâm thần lại căng thẳng lên. Sau khi hổ lân thú phát sinh biến hóa đồng tử, khí thế trên người liền biến đổi, cách biệt một trời một vực so với lúc trước hàn lập hơi nghiêng người về phía trước một chút bước một bước hơi rời về phía sau bày ra một thế quyền đơn giản xong quyền nắm chặt nhìn về phía đầu song đồng hồ lân thú kia lúc trước dị thú kia đã nếm qua một lần thiệt thòi lần này không tùy tiện xông lên cắn xé hàn lập nữa mà mũi hơi dựng thẳng lộ ra hàm răng trắng xóa nhìn hàn lập thấp giọng gầm rú đúng lúc này bỗng nhiên hai vai hổ lân thú hướng thẳng về phía trước toàn thân truyền đến một hồi tiếng vang đồm độp ngay sau đó hàng trăm hàng ngàn miếng lân phiến đen trắng từ bên ngoài thân bắn ra, như một trận mưa tên hắt vẫy ra. Lân phiến đen trắng lướt không đến, giữa không trung hiện ra một mặt phiến trùm xuống, bao phủ hàn lập phía dưới. Hàn lập thấy thế, chân sau đột nhiên phát lực, mãnh liệt đạp một cái trên mặt đất, thân hình liền mơ hồ, từ chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt hiện ra phía bên trái trận mưa lân phiến. Nhưng mà hắn vừa mới ổn định, tựa hồ hổ lân thú đã sớm dự mưu, lại đột nhiên nhảy đến trước người hắn, há miệng cắn xuống đầu hắn. Hàn lập lập tức cong eo lại, thân hình cong về phía sau, khó khăn lắm từ dưới miệng lớn dính máu chợt lóe lên. Thân hình hắn đi vào phía dưới hổ lân thú, hai chân mãnh liệt đạp một cái, toàn thân nhảy lên trên không, nâng lên một quyền đánh tới. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, thân hình hổ lân thú bị một cỗ man lực nện ngã lật qua một bên. Thân ảnh hàn lập từ dưới thân lân thú một lần nữa hiển lộ ra, một nắm tay run rẩy không ngừng. Trên nắm tay, ngoại trừ ngón giữa cùng ngón trỏ, tất cả đều loang lổ vết thương, dính đầy máu. Chính hắn tựa hồ không quan tâm đến vết thương này, chẳng qua hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào hổ lân thú, thân hình vội vàng đuổi gấp theo, tính áp chế nó, công kích vào chỗ hiểm, một kích chí mạng. Nhưng mà, còn không đợi hắn đánh đến trước người hổ lân thú, dị thú hung mãnh kia cũng đã trở mình lên, thân hình lại run lên mãnh liệt, vô số lân phiến lại phá không lao tới. Thân hình hàn lập mạnh mẽ dừng lại, Thuận Thế lăn về phía trước một cái, tránh thoát một mảnh mưa lân phiến bắn nhanh tới. Tất cả huyền khiếu trên hai chân đột nhiên sáng ngời, mãnh liệt đạp mặt đất một cái, thân hình như báo lao thẳng tới gò má hổ lân thú. Hổ lân thú thấy thế, miệng máu há to, cắn xuống Hàn Lập. Lần này, Hàn Lập không có bất kỳ động tác tránh né nào, đột nhiên nâng lên một quyền, đánh mạnh xuống mặt đất phía dưới. Một đạo quyền cương vô hình đột nhiên bộc phát ra, hóa thành một cỗ khí kình cường đại đánh xuống mặt đất mang theo lực phản chấn đẩy thân hình Hàn Lập đột nhiên cất cao mấy trượng, vừa vặn tránh thoát miệng lớn của hổ lân thú. Chỉ thấy mũi chân hắn điểm một cái vào mũi hổ lân thú, tính giống như lúc trước lướt thẳng về phía mi tâm lân thú. Thế nhưng ngay lúc một cước của hắn vừa ly khai cánh mũi, một cước khác sắp đạp trúng xương mũi thú, thì đột nhiên dị thú kia chợt ngẹo đầu, làm cho một cước của Hàn Lập đạp hụt, đạp trượt xuống gương mặt của nó. Hàn Lập không thể phi hành, giữa không trung cũng không cách nào mượn lực, một cước giẫm vào khoảng không chỉ có thể trượt xuống theo gương mặt hổ lân thú. Nhưng mà, còn không đợi chân của hắn rơi vào trên mặt hổ lân thú, một hồi tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ba sợi ria mép bên má hổ lân thú vậy mà như ba thanh trường kiếm sắc bén, quét về phía thân thể hàn lập. Phía trên ria mép hình như có hào quang lưu chuyển, giống như quấn lên một tầng tinh huy, hiện ra vẻ sắc bén trước đó chưa từng có, tính thắt hắn thành bốn đoạn. Trong thế nghìn cân treo sợi tóc, phía trên ngón giữa và ngón trỏ tay phải hàn lập sáng lên bạch quang, chủ động đưa ra ngoài, va chạm với một sợi mép lân thú, đột nhiên nhấn một cái, ép rear mép lân thú khẽ cong lại, tiếp theo mãnh liệt bắn ngược lên. Lúc hai sợi rear mép kia quét đến hàn lập, bị hắn dựa thế phản lực, tránh né ra. Tốt, làm tốt lắm, chứng kiến một màn mạo hiểm này, thanh âm người xem huyền đấu trường lập tức nổ tung, trầm trồ khen ngợi liên tiếp. Sắc mặt hàn lập ngưng trọng, đối với việc này mắt điếc tai ngơ, thân hình giữa không chung xoay ngược lại, không rơi vào chỗ nghi tâm hổ lân thú nữa, mà rơi vào bên cạnh tai trái của nó. Hắn lập tức níu một cái vào lỗ tai hổ lân thú, giống như nhảy dây, thân hình giữa không trung vặn qua một vòng, nâng lên một cước mãnh liệt đạp vào lỗ tai hổ lân thú. Cùng lúc đó, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công cùng Vũ Hóa Phi Thăng Công đồng thời vận chuyển lên, tất cả lực đạo trên thân đều dồn vào một cước kia, nặng nề đá vào. Âm một tiếng vang thật lớn, đầu lâu hổ lân thú mãnh liệt nghiêng về bên phải một cái, kéo toàn bộ thân hình nghiêng theo về bên đó thân hình hàn lập từ trong lỗ tai hổ lân thú rơi xuống, nửa người trên dính đầy máu đỏ tươi, sau khi rơi xuống đất liền lảo đảo ngã về phía sau. Đầu xong đồng hổ lân thú cũng lảo đảo về phía bên phải vài bước, cuối cùng vẫn đổ ầm xuống. Chỉ thấy mũi nó mấp máy, khí tức yếu đi vài phần so với lúc trước, không chỉ tai trái chảy máu như suối, trong hai hốc mắt cũng chảy ra hai đường huyết xạo uốn lượn, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Con mẹ nó đều ngã xuống, tính ai thắng đây? Hổ bí nhìn xem một màn này, khẽ gắt một tiếng, nói ra. Các nơi trên khán đài huyền đấu trường cũng đều ồn ào một mảnh, chỉ có rất ít người hô hào lệ phi vũ mau đứng lên, nhưng lại có nhiều người ủng hộ đầu hổ lân thú kia nhanh đứng lên ăn thịt hắn. Mặc dù Hàn Lập chém giết một hồi đặc sắc tuyệt luân, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn hy vọng khoản đặt cược của mình lên hổ lân thú thắng, ít nhất thì không thể đánh ngang tay, chứ không lại để cho phủ thành chủ là nhà cái không công thủ thắng. Trong lúc mọi người hoan hô cuồng nhiệt, thân hình đầu song đồng hổ lân thú kia chấn động, vẫn là đứng lên trước, ánh mắt nó đã bị vết máu làm mơ hồ, nhưng thân hình vẫn lắc lư đi tới hướng Hàn Lập. Âm một tiếng vang thật lớn, nhưng mà, hổ lân thú mới đi tập tính được ba bước, Trung Quy vẫn không cách nào chống đỡ ngã đổ xuống, một đầu lâu cực lớn vừa vặn rơi trước người Hàn Lập. Hàn Lập cau mày, chịu đựng đau đớn kịch liệt trên đùi chuyển đến, gượng đứng lên, bò từng bước từng bước lên trên đầu lâu hổ lân thú. Hai chân hắn xếp bằng ở phía trên mi tâm hổ lân thú, dồn tất cả lực lượng còn sót lại trên người vào hai ngón tay động thiên hoa chi đã được luyện hóa, đâm thẳng vào đầu lâu hổ lân thú. Thoáng một cái, hai cái, ba cái, chỗ mi tâm hổ lân thú dần dần huyết nhục mơ hồ, một lỗ thủng lớn chừng quả đấm bị cứng rắn đục ra. Trên mặt hàn lập nhe răng cười, đưa tay vào, mãnh liệt lôi ra từ bên trong một viên thú hạch màu tím lớn chừng quả đấm. Cảm nhận được bên trong thú hạch ẩn chứa tinh thần chi lực tinh thuần, nụ cười trên mặt hắn càng thêm quỷ dị, máu loãng trên đó cũng không có lau đi, trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Trên khán đài huyền đấu trường vốn một hồi yên tĩnh, ngay sau đó bộc phát ra một hồi thanh âm hoan hô mãnh liệt. Tên độc giác nam tử kia thoải mái cười to, nhìn nam tử da xanh bên cạnh rủ đầu xuống, cao giọng hô, đồ con rùa, lần này cha ngươi phát tài rồi, ha ha. Thanh Dương Thành, bên trong phủ đệ thành chủ, Đỗ Thanh Dương đứng ở trước bàn, một tay chắp sau lưng, một tay cầm hai khối xương sọ dị thú không biết tên, chậm rãi xoay tròn phát ra từng trận tiếng vang xương cốt va chạm. Y xoay tròn một lát, sau đó nhìn thoáng qua thần dương đứng ở phía dưới, mở miệng nói ra, được rồi, chuyện ngươi nói ta cũng biết rồi, đầu hổ lân thú kia ta tạm thời sẽ cho thay thế. Thành chủ đại nhân, thứ cho thuộc hạ ngu muội song đồng hổ lân thú này chính là huyền giai dị thú, lệ phi vũ kia xác định chắc chắn đánh không lại, vạn nhất bị giết, thành món ăn trong bụng hổ lân thú, chân linh huyết mạch này. Thần dương có chút trần chờ nói, hắn còn sống thì có công dụng của sống, chết thì có cách dùng của chết, ta đều có chừng mực. Được rồi, chuyện này ngươi không cần phải quan tâm nữa, ta cũng bận rộn, ngươi đi đi. Đỗ Thanh Dương chậm rãi nói ra, vâng, thuộc hạ cáo lui, trên trán thần Dương chảy ra một chút mồ hôi, vội vàng cáo lui. Lúc gã phản hồi huyền đấu trường, liền thấy khán giả trong sân đã liên tiếp rời đi, thần sắc trên mặt họ đều rất kích động, tựa hồ trận chém giết kia còn chưa xong, còn đang say xưa bàn luận. Gã bán tín bán nghi quay về gian khách quý, liền thấy hổ bí đang ngồi trên ghế dựa, một tay ôm mỹ nữ của mình, một tay mò vào trong bộ ngực của nữ tử. Thấy thần dương trở về, nụ cười trên mặt nữ tử sượng sùng, nàng bị hổ bí ôm cứng trong ngực không cách nào nhúc nhích được, chỉ có sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía chủ nhân của mình. Thần dương chỉ khẽ cao mày, ánh mắt nhìn lại huyền đấu trường, chỉ thấy mặt đất chỗ đó đã bị phá toái, vết máu loang lổ, thoạt nhìn quả thực một mảnh hỗn độn. mươi 865, Huyết Trì, không cần nhìn, là người thắng, cũng không biết tiểu tử kia có vận khí cứt chó gì mở điểm huyền khiếu như vậy mà thật có thể giết chết một đầu huyền giai lân thú thật sự là xui xẻo cực độ hổ bí đứng dậy một tay đẩy nữ tử trong ngực ra nói thần dương tiện tay hất một cái đẩy nàng kia ngã trên ghế dựa lớn nhíu mày hỏi xảy ra chuyện gì vậy con mẹ nó ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đây được rồi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ ngày mai ta sẽ cho người mang miếng thú hạch kia đến chỗ của ngươi sau khi hổ bí oán hận mắng một câu quay người rời khỏi thần dương đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu rồi liếc qua nàng kia sau đó cũng quay người rời đi lúc này trên người hàn lập vết thương trồng chất nhất là hai chân đau nhức kịch liệt có chút khó khăn rời khỏi chàng thi đấu trở lại hậu trường trong sảnh lần đầu lên đài đã có thể đánh như vậy thật sự không tồi vốn ta còn tưởng rằng ngươi muốn xuống cũng không được chứ đưa số bài cho ta độc giác đại hán đã chờ ở chỗ này hai mắt đánh giá trên dưới hàn lập nói Hàn Lập yên lặng tháo số bài bên hông xuống, đưa tới. Độc giác đại hán lấy một chiếc đoàn bổng màu vàng ra, nhẹ vẽ một cái trên số bài của Hàn Lập. Số huyền điểm trên số bài lập tức biến đổi, tăng lên 20 điểm. Thấy vậy, nét mặt Hàn Lập không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Có thể đạt đến 20 huyền điểm, cũng không uổng công hắn vất vả trận này. Độc giác đại hán trả lại số bài cho Hàn Lập, đồng thời vỗ tay, hai giáp sĩ mặc áo giáp cao lớn đi ra từ một cửa hông sâu trong sảnh tối, không nói lời nào nâng người Hàn Lập đi về phía cửa hông. Các ngươi, trên mặt Hàn Lập biến sắc, hai tay thoáng dẫy giụa. Nhưng cánh tay giáp sĩ cao lớn vô cùng cứng rắn, giống như kìm sắt bóp chặt cánh tay Hàn Lập, bất động không để hắn tránh thoát. Hơn nữa cánh tay hai cái giáp sĩ này lạnh buốt thấu xương, hoàn toàn không giống thân thể xác thịt. Trên mặt Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hai gã giáp sĩ. Ra mặt hai người hiện ra một màu xanh đen quỷ dị, lại nổi lên từng đám gân xanh, thoạt nhìn có chút dọa người. Không chỉ có vậy, vẻ mặt hai gã giáp sĩ này dại ra, trong mắt không hề có thần thái, giống như hai cỗ thi thể, nhưng mũi miệng vẫn còn hô hấp, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức băng lãnh. Không cần lo lắng, giờ thương thế trên người ngươi không nhẹ, bọn họ là đưa ngươi đi chữa thương, không chữa thương thật tốt thì tham gia huyền đấu thế nào. Độc giác đại hán cười hắc hắc nói, chữa thương, hàn lập nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt chấp động một chút, không tiếp tục dẫy ruộng nữa. Hai gã giáp sĩ mang hàn lập tiến vào cửa hông kia, Bên trong cửa là một hành lang dài, hai người mang theo Hàn Lập đi nhanh tới, sau đó quẹo bảy tám lần ở mấy khúc đường. Trong lúc đó, Hàn Lập dò xét hai giáp sĩ này, rất nhanh đoán được hai người này hẳn là tồn tại cùng loại giống như luyện thi, không biết được luyện thành thế nào. Hai giáp sĩ mang theo Hàn Lập rất nhanh đi tới điểm cuối một hành lang, tiến vào một gian thạch thất khá lớn. Trong thạch thất là một ao nước rộng khoảng vài chục trượt, nước ao hiện lên màu đỏ, hơn nữa rất sền sệt, giống như huyết trì mà chỗ trung tâm huyết trì nước cuồn cuộn sủi bọt máu như suối phun từng sợi huyết vụ đỏ tươi dâng lên trên theo nước hồ phiêu lãng trên không huyết trì một mùi máu tanh cực kỳ gây mũi tràn ngập toàn bộ thạch thất nhưng lại không có mùi vị tanh hôi gì người cỗ mùi máu tanh này ngược lại khiến cho tinh thần người ta phấn chấn hàn lập thấy cảnh trước mắt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hai giáp sĩ kia đi đến cạnh ao không nói lời gì vung tay lên quăng hàn lập vào đó hàn lập thân trên không trung không chỗ tiếp sức hơn nửa giờ phút này toàn thân đau nhức vô lực, càng không sức giấy ruộng, bóng một tiếng đã rơi vào trong huyết trì. Âm thanh xùy xùy vang lên, vừa tiến vào huyết trì, da hàn lập trong nháy mắt chuyển màu đỏ bừng, ngũ quan trên mặt cũng hơi vặn vẹo. Độ nóng của nước trong huyết trì này vậy mà cao tới dọa người, mỗi tắc trên da thịt hắn giống như bị lửa thiêu phỏng, đau đớn vô cùng. Đồng thời trong lúc máu loãng thiêu đốt thân thể hàn lập, từng cỗ nhiệt lưu cũng tràn vào trong cơ thể hắn, trải tới những nơi bị tổn thương, thương thế lập tức bắt đầu khôi phục. Hàn Lập cảm nhận được chuyện này, trong lòng vui vẻ. Ngươi chỉ có nửa canh giờ." Một giáp sĩ trong đó mở miệng, thanh âm khàn khàn. Hàn Lập nghe vậy vội vàng vận chuyển khí huyết trong cơ thể, luồng nhiệt nước ao tiến tới lập tức nhanh hơn không ít. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức toàn lực vận chuyển khí huyết lưu thông, hấp thu nhiệt lưu bên trong huyết trì, trị thương thế trong cơ thể. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua hơn một khắc đồng hồ. Hiệu quả trị thương của huyết trì rất tốt, mới qua một đoạn thời gian như vậy, thương thế trên người hắn đã khôi phục gần nửa, khiến trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Vào lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến, Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, lại là hai giáp sĩ đi đến, trong tay cũng mang một gã huyền đấu sĩ. Người nọ là một thanh niên nam tử, bên trái gương mặt có từng hoa văn hình đinh ốc, lan từ chán đến cằm, thoạt nhìn có chút quái dị. Hiện giờ bản thân người này cũng bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, vết thương chồng chất toàn thân. Thực tế trên bụng có hai vết thương khổng lồ, gần như chém thân thể thành ba khúc máu tươi tuôn ra ảo ảo, xuyên qua miệng vết thương có thể thấy rõ ruột và nội tạng trong đó. Tên giáp sĩ kia cũng vung tay ném nam tử mặt hoa văn vào huyết trì. Hiển nhiên trước kia nam tử mặt hoa văn từng tới đây, vừa tiến vào huyết trì đã lập tức vận chuyển khí huyết, khôi phục thương thế, sắc mặt trắng bệch rất nhanh khôi phục không ít. Dù hai miệng vết thương bên hông y chưa khép lại, nhưng da thịt cũng đã liền một chỗ. Hàn Lập thấy cảnh này, lần nữa hiểu biết thêm về năng lực khôi phục của huyết trì này. Nam tử mặt hoa văn cảm nhận được ánh mắt hàn lập, nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, ngươi là lệ phi vũ đúng không? Hạnh ngộ, người này vừa cười vừa nói. Ngươi là, hàn lập nhìn người này mơ hồ cảm thấy có chút quen mặt, nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở nơi nào. Tại hạ Trần Lâm, cũng là người khu thứ 9 đấy. Lúc trước lệ đạo hữu xung đột với gã mặt sẹo, vừa lúc tại hạ cũng ở đó. Khi nãy đợi lên sân lại trùng hợp thấy lệ đạo hữu chiến đấu với hổ lân thú kia, không ngờ ngay huyền giai hổ lân thú lệ đạo hữu cũng có thể đánh chết, khu thứ 9 chúng ta không có mấy ai làm được đâu, bội phục. Trần Lâm tự đáy lòng nói, may mắn mà thôi, Trần Đạo Hữu quá khen, Hàn Lập theo thói quen khiêm tốn một câu, Trần Lâm tựa hồ cố ý kết giao với Hàn Lập, từ khi Hàn Lập tiến vào huyền đấu trương thì quá bận rộn tu luyện. Hơn nữa thái độ của huyền đấu sĩ khác ở khu thứ 9 đối với hắn cũng có chút cổ quái, giống như có chút tránh né, đây là lần đầu tiên có người chịu bắt chuyện với hắn hắn có một số việc muốn tìm người hỏi thăm, nên cùng Trần Lâm nói chuyện phiếm, rất nhanh nói tới xung đột lúc trước với gã mặt sẹo. Trần Lâm bảo mặt sẹo khóc lóc kể lể với độc long lão đại, muốn độc long lão đại tìm Hàn Lập gây phiền toái, rồi cũng nói việc vì trận đấu mà chỉ hoãn lại với Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy, giờ mới hiểu được vì sao huyền đấu sĩ khu thứ 9 đối đãi với mình như vậy. Lệ đạo hiếu, tuy rằng thực lực của ngươi không kém, người cũng ngoan độc, chẳng qua mặt sẹo mang tâm trả thù, người này lòng giả cực kỳ hẹp hòi, có thù tất báo, hơn nữa hắn và Độc Long quan hệ không tệ, Độc Long vì bảo vệ uy nghiêm của mình trong khu thứ 9 chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, Trần Lâm nhỏ giọng khuyên bảo nói, đa tạ Trần Đạo Hữu nhắc nhở, không biết Độc Long kia thực lực thế nào. Sau khi hơi trầm ngâm, Hàn Lập hỏi, theo ta được biết, trước mắt Độc Long đã đả thông 70 huyền khiếu, trong chư vị thủ lĩnh của thập đại khu vực cũng coi như xếp bên trên. Thứ cho ta nói thẳng, lấy tình huống trước mắt của ngươi, còn xa mới là đối phủ của độc long lão đại. Có câu hảo hán không ăn thiệt trước mắt, người mới đến, cúi đầu chịu thua cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Trần Lâm trần chờ một chút, nói, Hàn Lập nghe vậy nhướng mày, từ chối cho ý kiến gật đầu nhẹ. Bất quá trong thời gian ngắn ngươi không cần phải lo lắng. Trước đây không lâu độc long lão đại tham gia huyền đấu với một huyền cấp lân thú đứng đầu, lưỡng bại câu thương, không có hai ba tháng tính dưỡng thì không thể khỏi hẳn, vì vậy tạm thời sẽ không tìm ngươi gây chuyện trần lâm tiếp tục nói xem ra vận khí của ta vẫn không quá kém hàn lập nghe vậy cười khổ một tiếng nói căn cứ theo quy củ huyền đấu trường những huyền đấu sĩ chúng ta mỗi tháng tối thiểu phải tham gia một trận huyền đấu lệ đạo hữu ngươi vừa mới đánh xong một cuộc đấu kế tiếp sẽ có khoảng thời gian một tháng nghỉ ngơi ngươi nên nhân cơ hội tăng lên một chút thực lực cho thỏa đáng trần lâm đề nghị a à, còn có quy củ này ngược lại là lần đầu tiên nghe nói đuôi lông mày hàn lập khẽ động nói ra trừ khi những huyền đấu sĩ chúng ta bị thương quá nặng trong trận đấu được huyền đấu trường ước định xác thực không cách nào xuất hiện mới có thể trì hoãn một chút lần này độc long lão đại bị thương bế quan cũng là như vậy trần lâm lắc đầu phối hợp tiếp tục nói hàn lập chậm rãi gật đầu sau đó lại hỏi thăm một ít chuyện về huyền đấu trường trần lâm cũng không từ chối giải thích từng cái cho hàn lập đã đến giờ rồi sau nửa canh giờ hai giáp sĩ mang hàn lập vào đã đi tới mở miệng nói hàn lập nghe vậy đứng lên rời khỏi huyết trì, chắp tay về phía Trần Lâm, nói Trần Đạo Hữu hôm nay đa tạ ngươi rồi. Chẳng qua là một ít tin tức mọi người đều biết mà thôi, lệ Đạo Hữu quá lời. Trần Lâm cũng ôm quyền thi lễ đáp lại, Hàn Lập tiếp tục gật đầu nhẹ về hướng Trần Lâm, rồi quay người rời khỏi thạch thất. Lúc hắn nói chuyện phiếm với Trần Lâm cũng không buông lỏng chữa thương, giờ phút này thương thế trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, đã sớm hành động không còn trở ngại nữa, rất nhanh quay trở về phía đại sảnh trao đổi. Hàn Lập tháo số bài xuống, bước nhanh đến trước bàn đá trao đổi, đổi 21 huyền điểm trong số bài thành 7 miếng thú hạch tháp la thú, rồi lập tức đi về phía khu thứ 9. Đã biết được thực lực độc long, giờ hắn không muốn chậm chế một chút thời gian nào, rất nhanh liền về tới khu thứ 9. Lệ đạo hiểu, nghe nói người đánh chết một đầu huyền cấp hổ lân thú, thật khiến người khác khâm phục. Lệ đạo hiểu thoạt nhìn tuổi tác không lớn mà đã có thực lực như thế, thật khiến những người chúng ta hổ thẹn. Hắn vừa vào khu thứ 9, lập tức đã có mấy người chạy ra đón chào nhiệt tình chào hỏi người không nói chuyện thì trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười khác hoàn toàn bộ dáng lãnh đạm lúc trước chư vị khách khí tuy hàn lập khinh thường huyền đấu sĩ ngã theo chiều gió như họ nhưng cũng không muốn vô cớ đắc tội bọn họ thuận miệng phô diễn vài câu nhưng vào lúc này một ánh mắt âm lãnh nhìn sang thăm dò như độc xà tâm hàn lập cảm nhận quay đầu nhìn lại đúng là gã mặt sẹo thấy hàn lập nhìn lại trong mắt mặt sẹo hiện lên một tia sợ hãi còn có vẻ oán độc khắc cốt. Nhưng tiếp đó, người này liền đứng dậy tiến vào chỗ ở của mình, giống như sợ Hàn Lập tìm gã gây phiền toái. Hàn Lập nhớ lại lời Trần Lâm nói, lông mày cao lại, cũng không nói một lời đi về chỗ ở của mình. chương 866, âm thầm hãm hại. Sau khi Hàn Lập về gian phòng 332 của mình ở khu thứ 9, mới thở nhẹ ra một hơi. Lấy lại bình tĩnh. Hắn không suy nghĩ nhiều mà nhắm mắt vận chuyển vũ hóa phi thăng công lên để luyện hóa viên thú hạch của hổ lân thú. Tuy có không ít thủ đoạn có thể bảo tồn tinh thần chi lực trong thú hạch một thời gian dài nhưng chung quy cũng không bằng thú hạch còn tươi. Thế nhưng muốn có thú hạch còn tươi không dễ dàng chút nào. Đây là lần đầu mình tham gia huyền đấu, cũng xem như là hữu kinh vô hiểm. Đồng thời khiến mình hiểu sâu sắc được tình cảnh hôm nay chẳng thuận lợi gì. Nếu muốn sống sót nhất định phải tăng thực lực nhục thể của mình lên. Chỉ có cách không ngừng tăng thực lực mới có cơ hội rời khỏi đây hắn đang suy nghĩ bỗng miếng thú hạch hổ lân thú trong người dần tan ra biến thành một đoàn tinh thần chi lực không hổ danh là huyền cấp lân thú bên trong thú hạch của hổ lân thú chứa không ít tinh thần chi lực nó còn nhiều hơn tháp la thú hạch mình mua lần trước gấp mấy lần tuy nhiên tinh thần chi lực chứa bên trong hổ lân thú cũng giống như thú hạch tháp la thú dường như có chút tạp nham hỗn loạn từ trong cơ thể mạnh mẽ xông ra mơ hồ có xu thế tràn ra ngoài tinh thần chi lực của thú hạch trong hổ lân thú vốn hỗn loạn như vậy hay khi thú hạch của Lân thú đạt đến thú linh đều như thế. Trong lòng Hàn Lập thầm nghĩ, cũng không để ý đến tinh thần chi lực ở bốn phía. Đúng như dự đoán, không lâu sau thì có một lực hút được phát ra từ miệng Trường Thiên Bình, sau đó nó hút tinh thần chi lực từ bốn phía trở về. Lần trước Hàn Lập đã có một phen thử nghiệm với thú hạch của Tháp La thú nên lần này ít nhiều đã hiểu ra quy luật của nó. Cách mà Trường Thiên Bình thu nạp và thanh lọc tinh thần chi lực rất giống với tình cảnh hấp thụ điểm sáng dưới ánh trăng. Chỉ khác nhau ở chỗ lần trước hấp thụ ở ngoài cơ thể còn lần này là trong thân thể tinh thần lực bên trong những thứ này và bên trong ánh trăng lúc trước đều ẩn chứa một loại thiên địa linh lực nào đó hắn là có chỗ đặc biệt giống nhau nếu không phải thế thì khi có người bình thường nuốt thu hạch tháp la thú chỉ sợ cả nghìn người không được một người chân chính hấp thụ được tinh thần lực bên trong đó còn mặc dù thú hạch hổ lân thú có tốt hơn chút ít thì cũng chỉ hấp thụ được một hai mà trường thiên bình hầu như có thể hấp thu toàn bộ tinh thần chi lực của thú hạch khác biệt như vậy quả thật là quá lớn có lẽ, đây là một trong những nguyên nhân trước kia mình hấp thụ thú hạch của lân thú hiệu quả nhiều hơn so với thạch xuyên không. Hàn lập tiếp tục vận chuyển vũ hóa phi thăng công, hấp thu những tinh thần chi lực, trùng kích vào huyền khiếu thứ ba. Vài ngày sau, một đoàn tinh quang sáng ngời xuất hiện trên bàn chân hắn và tinh thần chi lực cũng trùng kích mạnh mẽ ở đó, báo hiệu cho sự xuất hiện huyền khiếu thứ ba. Hàn lập không mở mắt, tiếp tục vận chuyển công pháp. Nhưng vào lúc này, Đỉnh của những rễ cây màu trắng phát ra đạo đạo ánh sáng trắng chiếu vào người hắn, cùng lúc đó tinh quang chi lực cũng bị cơ thể hắn hút vào. Vào lúc này, trên rễ cây màu trắng lóe lên ánh sáng nhạt, ba đầu tiểu trùng màu trắng bỗng nhiên vô thanh vô tức bay vụt ra. Tiểu trùng mỏng như sợi tóc, toàn thân trắng sáng long lanh, hòa lẫn với ánh sáng trắng xung quanh hầu như không cách nào phân biệt được. Toàn thân tiểu trùng màu trắng bất động, theo ánh sáng xung quanh trôi về phía Hàn Lập. Hàn Lập tập trung tu luyện cũng không triển khai thần thức để dò xét tình huống xung quanh nên không hề biết chút nào dị biến trên đầu. Ba đầu tiểu trùng nhanh chóng rơi xuống vai hắn, lúc chúng rơi vào da của hắn giống như hạt mưa rơi vào ruộng cạn nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể. Sau khi nhập vào cơ thể Hàn Lập, cơ thể tiểu trùng đang bất động liền di động, cơ thể xoay quanh rồi rất nhanh chui vào ngực hắn. Vì vậy Hàn Lập cảm giác được ba tiểu trùng màu trắng đang chạm vào cơ thể hắn, bỗng nhiên mở to mắt, ngừng tu luyện. Đúng lúc này, hắc kiếp trùng đang bám vào tim hắn chợt khẽ động móng vuốt tinh mịn rung động không thôi, trong mắt lóe lên ánh sáng nhẹ nhẹ, cứ thế mà tỉnh dậy. Nội tâm Hàn Lập giật mình, hắc kiếp trùng hiện tại liên quan chặt chẽ với tính mạng của mình, tuyệt đối không thể để xảy ra sự cố. Trong lòng Hàn Lập xuất hiện nhiều suy nghĩ, hai tay đập mạnh một cái, sau đó các cơ bắp trên cơ lập tức rung động lắc lư theo, phát ra tiếng động và khuếch tán ra toàn thân. Ba đầu tiểu trùng bị lực chấn động này vây quanh, tốc độ cũng chậm lại nhiều nhưng vẫn cố chui về hướng tim Hàn Lập như cũ ba đầu tiểu trùng bị cỗ lực rung động này bao bọc tốc độ tiến về phía trước lập tức chậm lại không ít nhưng vẫn cố chấp chui đến tim hàn lập hàn lập thấy lực chấn động này không có tác dụng gì đột nhiên hai ngón tay mơ hồ như thiểm điện điểm liên tục lên ngực ba cái ba đạo chỉ lực ác liệt nhập vào cơ thể và điểm ngay vào ba đầu tiểu trùng màu trắng đang ở trên người hắn thân thể tiểu trùng lập tức lõm xuống và căng ra nhưng ba tiểu trùng này thật bất phàm thân thể không ngừng căng cứng và vẫn tiến về phía trước chỉ lực dù sao cũng là một thứ vô hình không thể bền lâu được rất nhanh liền biến mất vô tung thân thể ba đầu tiểu trùng bắn ra tiến về trước nhanh hơn trong nháy mắt đã chui đến gần trái tim của hàn lập một khoảng không xa tiểu trùng màu trắng đến gần tim khiến thân thể hắc kiếp trùng càng rung động trong miệng còn phát ra tiếng kêu chi chi trong lòng hàn lập khẩn trương ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc chỗ nghi tâm phát sáng lên ba thanh tiểu kiếm lóng lánh từ đó bay ra bất ngờ lóe lên chém vào lồng ngực hàn lập rồi chui vào đó tiểu kiếm lóng lánh kia dĩ nhiên là vật hữu hình đâm vào da hàn lập tạo ra ba vết thương dài ba tấc khiến máu tươi ùn ùn tràn ra hắn không để ý đến vết thương trên người niệm chú điều khiển ba thanh kiếm kia phá vỡ huyết nhục mà chém vào ba tiểu trùng màu trắng trên người tuy thân thể tiểu trùng rất cứng nhưng ba thanh kiếm này được hàn lập dùng niệm kiếm quyết ngưng tụ thành vô cùng sắc bén ba tiếng phốc vang lên ba tiểu trùng bị cắt đứt làm đôi hai đoạn thân thể vặn vẹo vài cái rồi bất động khi tiểu trùng mất mạng lập tức khắc kiếp trùng không động đậy nữa và khôi phục lại bình tĩnh cảm nhận được tình huống này trong lòng hàn lập nhẹ nhõm vào lúc này lông mày hắn chợt nhân lại nhổ ra một ngụm máu tươi trầm thấp kho khan vài tiếng tuy chém chết ba đầu tiểu trùng nhưng thân thể hắn bị tiểu kiếm lóng lánh gây ra vết thương cũng không nhỏ nhưng hàn lập không để ý đến vết thương này tay bấm niệm pháp quyết chỗ mi tâm phát ra từng đạo tinh quang ba sợi xiềng xích lóng lánh được bắn ra chui vào vết thương kéo sáu mảnh thân thể tiểu trùng ra ngoài do vậy miệng vết thương của hắn cũng lớn ra vài phần máu tươi chảy ra đầm đìa hàn lập không thèm nhìn vết thương trên người yên lặng vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công ánh sáng màu trắng chen trúc hội tụ lại khiến cho ba miệng vết thương trước ngực hàn lập nhanh chóng khép lại rồi tạo thành ba cái huyết kén lúc này hàn lập chỉ chú ý đến sáu mảnh thân thể tiểu trùng trong mắt lóe lên lãnh mang nếu lúc nãy hắn không phản ứng nhanh dùng niệm kiếm quyết chém ba tiểu trùng thì chúng đã chui vào tim hắn rồi chẳng qua hắn không biết hắc kiếp trùng phản ứng như thế nào với ba đầu tiểu trùng này không biết tình huống gì sẽ xảy ra tiểu trùng màu trắng này kỳ lạ đến vậy chắc không phải là thứ sinh ra trong huyền đấu trường chẳng lẽ có người muốn ám hại hắn trong đầu hàn lập hiện lên gương mặt gã mặt sẹo lập tức lắc đầu hắn hít một hơi thật lâu nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh làm sạch vết máu trên người rồi mở cửa phòng đi ra trung tâm huyệt động vốn chống trải lúc này huyền đấu sĩ tụ tập không ít đàm tiếu với nhau về trận đấu vừa rồi, mặt sẹo cũng nằm trong số đó. Những người này khi thấy Hàn Lập xuất hiện thì nhao nhao tươi cười đón chào, chỉ có mặt sẹo lộ ra vẻ mất tự nhiên, quay sang một bên không nói gì. Hàn Lập khẽ gật đầu với người khác, hữu ý vội ý liếc nhìn mặt sẹo một cái, rồi cất bước đi tới phòng Trần Lâm. Cốc cốc, đến cửa phòng Trần Lâm, Hàn Lập đứng bên ngoài đưa tay gõ cửa hai cái. Một lát sau, khe hở phía dưới cửa đá lóe lên một đạo bạch quang, nhấp nháy một cái rồi biến mất ngay sau đó một loạt tiếng ma sát vang lên cửa đá chậm rãi mở ra lệ đạo hiếu sao lại là ngươi ha ha từ khi chia tay đến giờ ngươi không gặp vấn đề gì chứ trần lâm đứng sau cửa đá nhìn thấy hàn lập bên ngoài lộ ra thần sắc kinh ngạc tiếp theo cười nói trần đạo hiếu ta có thể vào không hàn lập chắp tay nói ra đương nhiên rồi ngươi vào đi trần lâm nghiêng người nhường lối làm ra động tác mời hàn lập đi vào phòng bóng cửa phòng ù ù rung động rồi đóng lại lệ đạo hiếu thần sát ngươi sao thế có chuyện gì xảy ra sao sau khi mời hàn lập ngồi xuống trần lâm nhíu mày lại mở miệng hỏi đúng vậy ta có một số việc cần thỉnh giáo ánh mắt hàn lập chấp lên lập tức kể lại chuyện ba tiểu trùng tập kích mình trong phòng lúc tu luyện lần trước sao lại có chuyện như vậy lệ đạo hiếu với tình huống này mà ngươi vẫn còn sống thật không thể tưởng tượng nổi sau khi nghe xong trần lâm đứng lên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc nói lý do gì mà trần đạo hữu nói như vậy trong nội tâm hàn lập khẽ động nghi ngờ hỏi ngươi không biết tiểu trùng đó là gì sao đó chính là thực tâm trùng tiếng tăm lừng lẫy chỉ có ở nơi quỷ quái thực tâm cốc mới sinh ra loại dị trùng này nó và hắc kiếp trùng là tử địch một khi gặp nhau là một chết một sống nếu bọn chúng thôn vệ nhau trong cơ thể ngươi dù ngươi có khí lực mạnh mẽ như thế nào thì không nghi ngờ gì sẽ chết chắc lông mày trần lâm nhếch lên nói thì ra là vậy xem ra mạng ta chưa tới đường cùng Hàn Lập sờ lên mũi, cười khổ một tiếng nói: "Là mặt sẹo làm sao?" Đuôi lông mày Trần Lâm khẽ động, dò hỏi: "Ngoài hắn ra thì còn ai nữa chứ?" Hàn Lập thở dài, nói ra: "Trong tình huống bình thường, huyền đấu sĩ không được phép rời khỏi đây, cho nên ở khu thứ 9 này ngoài hắn thì không có ai lấy được thực tâm trùng rồi." Trần Lâm suy nghĩ nói: "Ừ, xem ra thân phận người này có chút đặc biệt." Hàn Lập nghi ngờ nói: "Cũng không tính là thân phận đặc biệt gì, nếu không thì hắn cũng đâu lưu lạc đến đây?" Thực lực của hắn tuy không mạnh, nhưng lại có quan hệ thân cận với một vị quản sự nhỏ trong thành chủ phủ. Cũng nhờ có quan hệ này nên hắn lấy được một ít đồ không có trong huyền đấu trường giao dịch với những huyền đấu sĩ khác. Lại thêm hắn có quan hệ không tệ với độc long lão đại, nên càng ương ngạnh thêm. Trần Lâm từ từ giải thích, Hàn Lập nghe xong, từ chối cho ý kiến gật đầu nhẹ. Tên mặt sẹo này mình vốn không để tâm, xem ra lâu nay đã phớt lờ hắn rồi. chương 867, khiêu chiến tiếp. Đa tạ Trần Đạo Hữu cho biết, Hàn lập sứt lời, đứng lên, tính cáo từ rời đi. Lệ Đạo Hiếu, người chưa có xúc động, gã mặt sẹo này thì không đáng lo, đáng tiếc là vì hắn một mực làm việc cho Độc Long, cho nên có phần được Độc Long coi trọng. Đánh chó dù sao cũng phải nhìn mặt chủ, huống hồ đối với Độc Long thì mặt sẹo vẫn là một con chó nghe lời sử dụng 10 phần thuận tay. Người cũng không nên nhất thời xúc động, triệt để đắc tội với Độc Long. Trần Lâm liền cản hắn lại, khuyên bảo, lần trước Trần Đạo Hữu cũng đã nói, Lòng dạ độc long này hẹp hòi, lần trước ta đã có xung đột với hắn, hắn vốn sẽ không bỏ qua ta, ta dù cố kỵ thì có ích lợi gì chứ. Hàn lập lắc đầu, từ chối cho ý kiến nói, mặc dù không cần cố kỵ hắn, quy củ huyền đấu trường vẫn phải tuân thủ đấy. Đối với huyền đấu trường, huyền đấu sĩ chúng ta dù âm thầm ẩu đả, thậm chí kết thành thủ oán cũng không sao, như vậy bọn hắn còn vui cười khi thấy việc này, nhưng mà tất cả sinh tử chỉ có thể diễn ra trên huyền đấu trường. Nếu tư đấu làm chết nhân mạng, kết quả sẽ rất phiền toái, cho nên ta mới khuyên ngươi không nên vọng động. Trần Lâm tiếp tục nói. Hàn Lập nghe được lời ấy, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chậm rãi ngồi xuống. Trần Lâm thấy thế, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nói: ta còn sợ khuyên không được lệ đạo hữu ngươi. đa tạ rồi. Hàn Lập hơi gượng lại, lập tức cười nói: mà thôi mà thôi, ta sẽ làm người tốt đến cùng a. À. Trần Lâm trần chờ một chút, lộ ra vẻ đau lòng, nói ra. Hàn Lập còn đang nghi hoặc chỉ thấy gã quay người đi vào nội thất, tay cầm một cái hộp đá màu đen đi ra. Loại tiểu nhân như mặt sẹo này, một lần không được việc, chưa chắc sẽ thu tay lại, thứ này ngươi tạm thời nhận lấy, cũng có thể giúp ngươi giảm trừ một ít phiền toái. Trần Lâm đưa hộp đá màu đen qua, mở miệng nói ra. Cái này là, Hàn Lập không có tùy tiện tiếp nhận, nghi ngờ hỏi. Thiên tinh bối, ngươi hẳn là đã thấy thứ này trên bảng trao đổi rồi. Tại địa phương quỷ quái này, không có ma khí để hấp thu cô đồng cũng không có ma khí có thể sử dụng, rất khó bố trí ra cấm chế, cho nên cũng chỉ có thể bố trí một ít cơ quan đơn giản, thường thường rất dễ bị mở ra. Thiên tinh bối này xem như đồ vật cao giá rồi. Trần Lâm cười nói, nghe thấy cái tên thiên tinh bối này, Hàn Lập lập tức nghĩ đến, lúc trước tại đại sảnh trao đổi hắn đã từng thấy qua nó, tuy rằng lúc ấy không biết dùng để làm gì, nhưng giá cả cao chót vót vẫn để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm. Trần Đạo Hiếu, ta và người bèo nước gặp nhau, có thể nói cho ta biết nhiều tin tức như vậy, Lệ Mỗ đã vô cùng cảm kích rồi. Thiên tinh bối này quý trọng như thế, ta không thể nhận. Hàn Lập từ chối nói, Lệ Đạo Hữu đã hiểu lầm, ta ngược lại nếu có nhiều điểm sẽ hào phóng tặng không cho ngươi, đáng tiếc thực lực không cho phép a. À. Trần Lâm cười khổ một tiếng, nói ra, Đạo Hữu nói vậy là, lông mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi, khối thiên tinh bối này ta đã dùng qua, tinh thần chi lực ẩn trước trong đó đã tiêu hao không ít, về sau kết thành tử thù với người đề phòng bất chắc nên đã sắm thêm một khối có phẩm chất tốt hơn khối thiên tinh bối này ngược lại không dùng nữa ta biết lệ đạo hữu người mới tới huyền đấu trường này khẳng định trên người không có gì khối thiên tinh bối này ta có thể bán giảm cho ngươi một nửa giá trần lâm nói như thế trần đạo hữu thực không dám giấu giếm lúc trước một hồi chém giết kiếm được một ít điểm tích lũy ta cũng đã đổi thành thú hạch giờ này trừ phi dùng thú hạch tháp la thú trao đổi ta cũng không có gì để trao đổi cùng ngươi hàn lập nghe vậy hơi có chút động tâm lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói lệ đạo hữu trong huyền đấu trường này cũng khó gặp được người hợp tính khối thiên tinh bối này ngươi cứ lấy dùng trước đi về phần thù lao trao đổi cũng không cần phải gấp gáp chờ ngươi thắng trận sau rồi đưa ta cũng được trần lâm cười nói vậy thì theo lời trần đạo hữu đi hàn lập trần chờ một chút sau đó gật đầu nhẹ nói ra dứt lời hắn mới đưa tay nhận hộp đá màu đen kia bốc một tiếng mở nắp hộp ra chỉ thấy bên trong hộp đá màu đen nằm lẳng lặng một vật màu trắng hình dáng vỏ sò lớn cỡ bàn tay, phía trên có nhiều hoa văn phức tạp không biết là tự nhiên sinh ra hay là do nhân tạo, thoạt nhìn có chút hoa mỹ. Thứ này ta đã dùng qua, cho nên phía trên có lưu lại ấn ký của ta. Lệ đạo hữu chỉ cần nhỏ máu tươi của mình lên đó, để cho nó một lần nữa nhận ngươi làm chủ nhân, sau đó đặt nó ở trong cửa đá căn phòng của ngươi, thiên tinh bối sẽ tự động phát ra một tầng tinh thần chi lực, bao phủ cả đại môn vào bên trong. Như vậy, Người khác trừ phi dùng sức mạnh phá hư, nếu không, có thể tiến vào bên trong phòng, cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi, giống như loại vật nhỏ như thực tâm trùng cũng đừng hòng tiến vào được." Trần Lâm giải thích, Trần Đạo Hữu, tình nghĩa lần này lệ mỗ nhớ kỹ. Hàn Lập gật đầu nhẹ, tiếp theo ôm quyền nói lời cảm ơn. Sau đó, hắn cáo từ một tiếng, rời đi, trở lại gian phòng của mình, Hàn Lập lấy khối thiên tinh bối kia ra, tại đầu ngón tay ngưng ra một giọt máu tươi, sau đó nhỏ xuống nó lạch cạch một tiếng vang nhỏ một giọt máu tươi rơi trên thiên tinh bối bắn ra một đoàn huyết hoa đỏ thẫm tiếp theo liền bị một tầng bạch quang nuốt vào biến mất không thấy gì nữa mà cùng lúc đó tất cả hoa văn trên thiên tinh bối đều phát sáng lên một tầng bạch quang mông lung từ đó lan tràn ra như một mảnh tinh quang trắng sáng bao phủ lại bốn phía hàn lập liền đặt nó ngay chỗ bên trong cửa đá tầng bạch quang kia lập tức bao phủ toàn bộ cửa đá lại tất cả khe hở xung quanh cửa đá đều được lấp đầy không lưu lại nửa điểm sơ hở hắn dùng thần niệm xem xét một lát, phát hiện tinh thần chi lực ẩn chứa trong khối thiên tinh bối này còn rất nhiều, xem ra lúc trước Trần Lâm thoái thác, hơn phân nửa là vì y muốn giao hảo cùng hắn. Suy nghĩ một lát, Hàn Lập khoanh chân ngồi trở lại giường đá, từ trong lòng lấy ra một quả thú hạch tháp la thú nuốt vào, bắt đầu vận chuyển tu luyện vũ hóa phi thăng công. Một tháng trôi qua rất nhanh, Hàn Lập ngồi trong phòng, dễ cây màu trắng trên nóc phòng dạng dỡ hào quang. Hắn đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường đá phía dưới rễ cây, trên người bao trùm một tầng bạch quang mông lung, số lượng huyền khiếu trên người đã tăng lên 41 chỗ. Ngoại trừ lúc trước phục dụng thú hạch hổ lân thú, đã thông một chỗ huyền khiếu, về sau Hàn Lập liên tiếp phục dụng 7 miếng thú hạch tháp la thú, dưới sự phụ trợ của trường Thiên Bình, hắn lại thuận lợi đã thông thêm hai chỗ huyền khiếu, vị trí lại giống lúc trước đều phân bố trên hai chân. Nhưng vào lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên từng trận tiếng vang ông ông, một hồi hắc quang ở trên giường bên cạnh hắn lập lòe không thôi. Hàn lập chậm rãi mở hai mắt ra, liếc qua giường đá bên cạnh, lông mày cao lại, tiện tay cầm bài số đang chấp kia lên. Trong miệng hắn phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng dậy, mở cửa đá đi ra ngoài. Bên trong khu vực thứ 9 tựa hồ còn đang tiến hành trận tỉ thí huyền đấu khác, người tụ tập lúc này ít hơn rất nhiều so với ngày thường. Thấy Hàn Lập xuất hiện, ánh mắt những người này nhao nhao rời qua, tuy rằng cũng có người gật gật đầu với hắn, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo vài phần dị sắc. Hàn Lập trực tiếp đi xuyên qua đại sảnh trao đổi, đi tới đại sảnh chuẩn bị chiến đấu. Trong đại sảnh, tên độc giác đại hán vừa an bài xong trận chiến của một gã huyền đấu sĩ sau lưng mọc lên gai nhọn, liền liếc nhìn thấy Hàn Lập. Đối với tên nhân tộc có trận huyền đấu lúc trước, gã có ấn tượng rất sâu. "Lệ Phi Vũ, người đã đến rồi." Độc giác đại hán kêu lên, mặt Hàn Lập không thay đổi lên tiếng, chậm rãi đi đến. Lúc này chỗ huyền đấu trường khu thứ 9 đều đã có người ngươi cần chờ một hồi, sau khi họ đánh xong mới có thể thi đấu. Trước ngươi nghỉ ngơi một chút đi, độc giác đại hắn cười nói, ngữ khí so với lúc trước tốt hơn không ít. Không sao, chờ một lát là được, hàn lập gật gật đầu, đi ra thông đạo ngoài cửa tùy ý tìm một chỗ trống khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng quá một khắc chuông, một tòa huyền đấu trưởng rốt cuộc đã đánh xong, hai huyền đấu sĩ chém giết vô cùng thê thảm, cuối cùng song song chết trận, lại để cho phủ thành chủ là nhà cái kiếm một khoản lớn. Hàn Lập nghe được động tính, vừa mở mắt ra, liền thấy thi thể hai huyền đấu sĩ từ trong sân được kéo ra, một người đầu lâu bị triệt để đánh xuyên qua, người kia ngực bị xé nứt, hai cỗ thi thể đều máu tươi đầm đìa, nhìn rất đáng sợ. Đợi một lát, mặt đất huyền đấu trường được tu sửa lại, tên độc giác nam tử mới tiến vào trong đó, bắt đầu tuyên bố trận huyền đấu tiếp theo. Chư vị, xa cách một tháng, chắc hẳn mọi người vẫn nhớ mãi không quên tên nhân tộc đã thắng đầu hổ lân thú lúc trước chứ. Hôm nay hắn lại lên huyền đấu trường, khiêu chiến tiếp một đầu huyền giai lân thú thông sơn viên. Theo điều tra, số lượng huyền khiếu của hắn bất quá hơn 30 chỗ, không biết lần này hắn còn có cơ hội nghịch tập lân thú làm rung động toàn trường nữa hay không. Độc giác nam tử nói hai vấn đề đơn giản, lập tức nung nóng bầu không khí chỗ huyền đấu trường này lên. Lệ phi vũ, lệ phi vũ, lệ phi vũ, thậm chí có người bắt đầu hô to lên tên của hắn. Vận khí cứt chó chỉ có thể đến một lần, lại còn muốn nhiều lần nữa. Đi chết đi, nhân tộc hèn mọn, trở thành thịt nát dưới tay thông sơn viên a đương nhiên càng có nhiều người la hét trào phúng cùng chửi bới hết sức ác độc hàn lập đứng ở trong thông đạo có thể nghe được một ít thanh âm mơ hồ nhưng thủy trung mặt không biểu tình thờ ơ đối với loại cuồng nhiệt kêu hét này không có chút hứng thú trận giao đấu giữa lệ phi vũ và thông sơn viên sẽ lập tức bắt đầu chưa vị có hứng thú thì tranh thủ thời gian mau chóng đặt cược một khi trận đấu đã bắt đầu đặt cược lập tức đình chỉ lần này tỷ lệ đặt cược vẫn như cũ là năm ăn một Độc giác đại hán đưa mắt nhìn qua mọi người, cao giọng nói ra. Nghe xong tỷ lệ đặt cược vẫn là năm ăn một, bầu không khí trên khán đài càng sôi trào lên, mặc dù đại đa số người vẫn lựa chọn cược trên người thông sơn viên, nhưng thực sự không ít người đang do dự, muốn đặt trên thân hàn lập để ôm một phát. Trong một gian khách quý trên khán đài, thần dương đã cởi bỏ một thân cốt giáp đang ngồi trên ghế dựa màu đen, bên cạnh không có một bóng người, cũng không thấy nữ tử tùy tùng theo hầu, nam tử hổ bí lúc trước cược với gã cũng không có mặt. Lệ Phi Vũ ơi Lệ Phi Vũ, lần trước không biết tại sao ngươi may mắn thắng một trận, sao lại không biết tiếc mạc, rõ ràng lại đi khiêu chiến huyền giai lân thú, là đầu thông sơn viên nổi danh hung tàn cuồng bạo này. Lần này thứ cho ta không dám tin ngươi rồi, ta phải cược một khoản trên người thông sơn viên kia. Mặt mày thần dương hiếp lại, tự nhủ, một lát sau, một thanh âm vang lên, giờ đã đến, toàn trường ngừng đặt cược, huyền đấu sắp bắt đầu. Cửa đá thông đạo từ từ mở ra, Hàn Lập chậm rãi đi ra khỏi cửa, Ánh mắt trước sau như một bình tĩnh như nước, nhìn về phía đối diện. Chương 868, hoặc sống hoặc chết. So với lần thứ nhất xuất hiện thì ồn ào hơn không ít, nhưng lần này các loại thanh âm khen ngợi rõ ràng vẫn nhỏ hơn, thanh âm chủ yếu vẫn là các loại chửi bới khó lọt vào tai. Đối với chuyện này, đương nhiên Hàn Lập không để trong lòng, ánh mắt không động nhìn qua cửa đá đối diện huyền đấu trường. Thoáng chờ giây lát, rốt cuộc cửa đá ù ù một hồi rồi từ từ mở ra. Hàn Lập còn chưa thấy gì bên trong cửa liền nghe một tiếng gào thét cuồng bạo từ trong thông đạo u tối truyền ra. ngay sau đó, liền thấy một con cử viên thân cao chừng ba trược, toàn thân không có lông tóc, ngược lại sinh ra lân giáp màu xanh, hai tay vừa thô lại dài, hợp lại ở một chỗ trước người, hầu như so với thân thể của mình còn muốn tráng kiện hơn. trên người nó từ đầu đến chân, từ ngực đến lưng, bốn phía phân bố đầy vết thương bắt mắt, có thể thấy được là do quyền cương nện vào, còn do binh khí gây thương tích, có cái là do cự chảo mãnh thú lưu lại có thể thấy được kẻ này tất nhiên chém giết trong quá khứ không ít. Chiến lược thực sự của thông sơn viên này chỉ sợ còn cao hơn so với Hàn Lập dự đoán. Hàn Lập nhăn mày lại, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng vài phần. Trong lúc hắn đánh giá đầu thông sơn viên này, ra hỏa kia vậy mà không giống hổ lân thú trực tiếp xông lên liều chết, mà nó chậm rãi đi dọc theo diều huyền đấu trường, cũng đang quan sát lại Hàn Lập. Một người một thú này đều không có động thủ, lập tức làm cho người xem trên khán đài bất mãn, nhao nhao mắng lên. Đúng lúc này, thân hình Thông Sơn Viên bỗng nhiên dừng lại, hai cánh tay tráng kiện vô cùng mãnh liệt nhấc lên, song quyền nắm chặt, nện xuống đất mãnh liệt. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ huyền đấu trường chấn động kịch liệt, một cỗ man lực vô hình từ trên mặt đất truyền ra, trùng kích từng khối hắc thạch trên sàn đấu nhao nhao bạo liệt ra, bụi mù trên mặt đất nổi lên bốn phía, phiến đá trên mặt đất như sóng nước nhấp nhô kịch liệt xông thẳng đến Hàn Lập. Tuy Hàn Lập đã trụ vững chắc thân hình, nhưng thân thể vẫn không cách nào khống chế được mà lay động theo mặt đất hô chỉ nghe một tiếng gió vang lên trong bụi mù đã không thấy thân ảnh thông sơn viên nữa tinh thần hàn lập siết chặt mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy phía trên đỉnh đầu hắn có một bóng đen lớn bao phủ đầu thông sơn viên kia lại lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn giống như một cái thiên cân trụy đột nhiên rơi đập xuống hàn lập liền cảm thấy không khí bốn phía nén lại một cỗ uy áp vô hình đột nhiên rơi xuống tựa hồ hô hấp cũng có chút khó khăn trong thế nghìn cân treo sợi tóc hắn dùng vũ hóa phi thăng công cô động ra trên đùi hai quả huyền khiếu đột nhiên sáng ngời, thân hình mơ hồ một cái, từ chỗ này lập tức lé lên, xẹt ra ngoài hơn 10 trường. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắn vừa mới rời đi, thông sơn viên kia liền rơi đập trên mặt đất, làm trung tâm huyền đấu trường đập ra một cái hố sâu to lớn. Không đợi Hàn Lập thấy rõ tình huống, trong hố sâu dâng lên bụi mù có một cái bóng đột nhiên xé rách màn khói bụi vọt nhanh ra, một nắm đấm vô cùng to lớn cuốn theo một cỗ kình phong đánh tới đỉnh đầu Hàn Lập. Hàn lập lui về phía sau một bước, chống đỡ thân hình, quyền khiếu quanh thân sáng lên toàn bộ, nâng lên một quyền, mãnh liệt đập tới. Âm một tiếng vang thật lớn, hai nắm đấm một lớn một nhỏ đụng nhau ầm ầm, một cỗ man lực tràn trề mãnh liệt nổ tung ra, Hàn lập liền cảm thấy xương cốt toàn thân bị chấn động mãnh liệt, quanh thân vang lên tiếng đổm đột không ngừng. Giống, đầu thông sơn viên kia tựa hồ cũng không ngờ rằng, nhân tộc nhỏ bé này cũng dám chính diện đối quyền với mình, trong miệng phát ra một tiếng gầm giận dữ, nắm đấm ép xuống lại lần nữa phát lực đè mạnh xuống dưới. Nguyên bản Hàn Lập còn có thể thoáng rằng co một chút, lập tức không cách nào chống đỡ được, bị một quyền đánh văng ra ngoài, thân hình liên tục lăn hơn 10 vòng, trùng điệp đụng vào tường cao biên giới huyền đấu trường. Va chạm kịch liệt làm cho Hàn Lập cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt không thôi, giống như muốn giã xương ra. Hắn vốn muốn thông qua một quyền này thăm dò một chút tranh lệch giữa mình và súc sinh này, nhưng bây giờ có chút hối hận. Chỉ thấy đầu thông sơn viên căn bản không định dừng lại, thân hình đột nhiên vào tới trước đuổi theo lại một quyền đánh tới hàn lập trong nội tâm hàn lập dùng mình liền vận khởi một thân lực đạo thân hình rơi xuống phía dưới khó khăn lắm mới tránh thoát trọng kích của thông sơn viên sau khi rơi xuống đất hai chân hắn đạp mãnh liệt một cái thân hình như mũi tên bắn lên trên nắm tay bao phủ bạch quang toàn lực đập vào đầu gối chân trái thông sơn viên chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục đầu gối thông sơn viên mãnh liệt hướng ra phía ngoài thân hình cũng theo đó nhoáng một cái thiếu chút nữa đứng không vững Hàn lập thuận thế truy kích lên, lại một quyền nâng lên, mãnh liệt đập vào trên trán thông sơn viên. Hạ bàn thông sơn viên đã bất ổn, đầu lâu lại bị trọng kích, thoáng cái bị mất cân bằng, ngã xuống chồng vó. mắt thấy vậy, Hàn lập lập tức chạy nhanh về phía trước, thân hình mãnh liệt nhảy lên không trung. Sau đó, chỉ thấy hắn vận chuyển vũ hóa phi thăng công cùng đại chu thiên tinh nguyên công, một cước từ trên không trung rơi xuống, dẫm lên đầu lâu thông sơn viên. cự viên thấy thế, căn bản không kịp thu tay lại đón đỡ chỉ có thể đột nhiên mở ra miệng to, phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Tiếng gầm điên cuồng này lanh lành, hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Hai mắt hàn lập ngưng lại, lập tức kinh hãi. Chỉ thấy chính giữa miệng máu thông sơn viên kia, có một mảnh bạch quang mơ hồ trào ra, chính giữa bao lấy một răng thú bén nhọn vô cùng, xuyên thẳng về hướng ngực của hắn. Trong thế nhìn cân treo sợi tóc, huyền khiếu trên đùi hàn lập đột nhiên sáng ngời, đạp mạnh hư không phía dưới một cái, lại cứng rắn giữa không chung xoay người qua, răng thú kia liền bay sát qua thân mình. Phốc, một tiếng vang nhỏ qua đi, Hàn Lập rõ ràng không va chạm trực tiếp với răng thú kia, nhưng vẫn bị bạch quang bao quanh thân nó quét trúng, chân cực chi mô bao phủ trên người lập tức bị xé nứt, trước ngực kéo lên một vết máu thật dài, nơi bả vai càng sâu đủ thấy xương. Trong miệng hắn phát ra một tiếng rên, nhưng vẫn chịu đựng đau nhức kịch liệt, một quyền hung hăng đập xuống. Ầm một tiếng vang thật lớn, một tiếng nổ rung trời vang lên, mì tâm thông sơn viên bị trúng một quyền, cái cổ ngửa ra sau, đầu lâu trùng điệp nện xuống, đánh cho mặt đất lõm ra một cái hố to, khảm sâu vào đó. Đã có một lần giáo huấn lúc trước, lần này Hàn Lập không có buông lỏng cảnh giác, đứng ở trước ngực thông sơn viên, nắm đấm nắm chặt, một quyền tiếp theo một quyền nện xuống đầu lâu thông sơn viên. Trên khán đài huyền đấu trường sôi trào lên, hầu như toàn trường đều cao giọng la lên cái tên lệ phi vũ. Chỗ khách quý, thần dương một tay ôm ở trước ngực, một tay chậm rãi vuốt ve gương mặt ngăm đen của mình, mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt nhìn chằm chằm động tác của Hàn Lập, chỗ sâu trong ánh mắt đã hiện lên một tia kiêng kỵ. Hàn Lập không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền, chỉ biết đầu lâu thông sơn viên đã triệt để vùi sâu bên trong đại độc, mà khớp xương trên mu bàn tay của hắn thì da thịt đã lật nứt ra, lộ ra rậm rạp bạch cốt. Hắn dừng lại, nhìn thoáng qua thông sơn viên đã hoàn toàn không động đậy được nữa, bàn tay thăm dò vào động sâu kia, tìm tòi một chút trên đầu lâu cực lớn kia, hai ngón tay đã luyện hóa thành động thiên hoa chi mãnh liệt đâm xuyên vào huyệt thái dương của nó chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục song chỉ hàn lập mãnh liệt cứng đờ vậy mà không thể đâm thủng xương sọ của nó bỗng nhiên thần sắc hàn lập đột nhiên biến đổi không chút do dự đạp một cái thân hình lướt lên trên rơi vào phía xa hầu như cùng lúc đó hai cánh tay cực lớn của thông sơn viên mãnh liệt thu lại không có dấu hiệu ôm ngang hắn may mà hàn lập phát hiện được sớm kịp thời tránh ra nếu không dùng uy lực của hai tay kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi chỉ thấy khuỷu tay thông sơn viên kia khẽ chống mặt đất trong miệng phát ra một tiếng gào rú trầm thấp cái cổ mãnh liệt giơ lên lại cứng rắn rút đầu lâu từ dưới đất ra chứng kiến một màn này bốn phía huyền đấu trường lại bộc phát ra một hồi thanh âm ủng hộ mà khi khuôn mặt thông sơn viên lần nữa hiển lộ thanh âm ủng hộ của mọi người im bặt lại ngược lại bộc phát ra một hồi tiếng cười vang chỉ thấy sống mũi cự viên vốn đã không cao giờ bị hàn lập nện đến sụp đổ xuống dưới biến thành một cái hố to bên hốc mắt cũng đã hoàn toàn vỡ vụn nhãn cầu đã bạo liệt ra cùng máu loãng huyết dịch sen lẫn cùng một chỗ rót thành một màu sắc khó nói lên lời hàn lập nhìn bộ dạng thê thảm của nó lại không có nửa điểm buồn cười ngược lại hắn nhìn thương thế trên người của nó đáy lòng thậm chí có chút đồng cảm với đầu thông sơn viên kia thân ở trong huyền đấu trường này hắn và thông sơn viên này có gì khác nhau hoặc sống hoặc chết đều là canh bạc cho người khác phung tiền như rác là một hồi đề tài trà dư tử hậu nói chuyện hài hước mà thôi dù trận này có thắng hiểm trận tiếp theo sẽ đối mặt cường địch nào không cách nào đoán trước được thân hãm trong loại tình thế nguy hiểm sinh tử sẽ nghênh đón loại kết cục nào đây bất quá đồng cảm thì đồng cảm sự tình liên quan đến sinh tử hàn lập đương nhiên sẽ không ngu xuẩn chủ quan càng sẽ không hạ thủ lưu tình thoạt nhìn thương thế bên ngoài thông sơn viên thê thảm vô cùng bên trong như thế nào còn khó nói nhưng một thân tính tình hung lệ xem như bị triệt để kích phát một con mắt còn sót lại không biết có phải do sung huyết hay không mà trở nên một mảnh đỏ tươi nó đã triệt để phẫn nộ rồi. Chỉ nghe trong miệng nó phát ra một tiếng gào thét vang vọng toàn trường, cấp tốc vào tới Hàn Lập, lúc gần sát đột nhiên nhảy lên, song quyền đồng thời đưa ra, đập xuống hắn. Hàn Lập rõ ràng có thể nhìn thấy, trong khe hở trên hai tay lân giáp thông sơn viên sáng lên từng sợi hào quang trắng muốt, vậy mà nó lại đem một thân lực lượng quán chú vào trong hai tay, ý đồ một kích giết chết hắn. Mắt thấy thông sơn viên từ trên trời giáng xuống, Hàn Lập toàn lực vận chuyển vũ hóa phi thăng công, huyền khiếu trên đùi sáng ngời hào quang, bộ pháp dưới chân vòng một cái, thân hình lập tức từ chỗ này lướt ngang ra hơn 10 trường. Nhưng mà, hắn rơi xuống còn chưa kịp đứng vững trên mặt đất, song quyền thông sơn viên cũng đã rơi đập trên mặt đất. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất huyền đấu trường chấn động kịch liệt, thanh âm phanh phanh phanh, phanh bạo liệt nổ vang không ngừng. Phía trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, loạn thạch văng tứ tung, vô số đạo quyền kình mãnh liệt từ dưới đất bắn lên trên, hóa thành từng đạo khí kình mắt thường có thể thấy được bay vào không trung. chân Hàn lập vừa đứng đấy, dưới thân liền có một đoàn quyền kình nổ tung lên, trực tiếp chân hắn và cả một khối sàn lớn nổ bay ra ngoài. hắn vừa té rớt xuống mặt đất, quyền kình bộc phát trên mặt đất vẫn không đình chỉ, thế cho nên hắn lại bị một cỗ lực đạo cường đại nổ bay ra. trải qua liên tục, vậy mà hắn không cách nào đứng vững được. nguyên bản huyền đấu trường bằng phẳng lập tức trở nên một mảnh hỗn độn, quái thạch lởm chởm vang đầy trên mặt đất mới nhìn còn tưởng nơi đây vốn là một bãi loạn thạch. mươi 869, thanh danh lên cao, khan khó lắm Hàn Lập mới ổn định lại được thân hình, chợt đầu thông sơn viên đối diện phát ra một tiếng giống động trời, thân hình to lớn của nó hóa thành một đạo mơ hồ, trực tiếp hất tung vô số đá vụn bay tung tóe khắp nơi, lao thẳng đến trước người Hàn Lập. Nó nhấc cánh tay lên, đánh một quyền về phía Hàn Lập, làm cho Hàn Lập không cách nào phản ứng kịp, chỉ có thể vội dơ hai cánh tay lên, đan chéo bảo vệ trước ngực. Dầm một tiếng vang thật lớn, hàn lập cảm thấy cánh tay tê dại cả người giống như con diều đứt dây văng ra ngoài trực tiếp đâm vào vách tường của huyền đấu trường sức mạnh của một kích này quá mạnh đến mức ngay khi cả người hắn đụng vào vách tường liền bị nảy ngược lại khiến cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể quay cuồng một trận hàn lập định phun ngụm máu đang mắc trong cổ họng thế nhưng hắn còn chưa kịp phun ra thì trước mặt hắn đã bị bao phủ bởi một màu đen thân thể hắn lại lần nữa gặp phải trọng kích lại bị đánh văng tới vách tường hắn cố nén cơn đau đớn dữ dội của thân thể trong nháy mắt hắn vang tới vách tường chợt cả người hắn xoay chuyển lại hai chân đạp mạnh xuống dưới đất cả người lao lên trên cao dường như muốn thoát ra chỗ đó nhưng không được như ý nguyện cả người của hắn vừa mới lao lên thông sơn viên đã xuất ra cự trưởng kèm theo một cỗ kình phong đánh xuống đầu hắn hàn lập thấy vậy đành toàn lực thúc giục lực lượng tinh thần bên trong cơ thể giơ hai cánh tay lên cản lại bàn tay thật lớn của nó dầm lại một tiếng ầm vang dội lần này cả người hàn lập bị đánh lún vào trong mặt đất mơ hồ còn bị đá vụn trôn vùi hơn nữa thông sơn viên kia cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào lao nhanh theo hung hãn đấm không ngừng xuống mặt đất ầm 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 chỉ nghe từng tiếng ầm ầm không ngừng vang lên tư thế công thủ trước đó của hàn lập cùng thông sơn viên kia giờ đã thay đổi hiện giờ cả người hắn đều nằm trong mặt đất không ngừng chịu trọng kích như gió táp mưa rào khói bụi nổi lên khắp nơi trong huyền đấu trường mơ hồ tràn ngập cả đấu trường điều này làm cho tầm nhìn của mọi người đều bị cản trở trên khán đài mọi người rối rít ngoái nhìn như muốn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong huyền đấu trường chật chật xem ra ta đã đánh giá cao tên tiểu tử này tình cảnh này chắc chắn là chết không thể nghi ngờ rồi cũng không biết thành chủ đang nghĩ cái gì nữa chẳng lẽ muốn hắn chết hay sao thần dương cũng đứng lên nhíu mày nhìn xuống đấu trường trong đám bụi mù khắp cả người hàn lập đều trải đầy vết máu thế nhưng hai cánh tay hắn vẫn còn duy trì tư thế đỡ đòn trước ngực bảo vệ tạng phủ quan trọng của mình tuy vậy cả người hắn cũng đã đầm đìa máu tươi nhìn thê thảm vô cùng hai mắt của hắn mơ hồ và cũng đã bị tụ huyết hắn liền cắn chặt hàm răng thử vận dụng lực lượng huyết mạch trong cơ thể của mình nhưng không biết vì sao từ đầu đến cuối không cách nào điều động được chân linh huyết mạch đang ẩn úp trong cơ thể hắn dường như bị cỗ lực lượng nào đó áp chế lại lâm vào ngủ say cứ tiếp tục như thế chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi đúng lúc đó bất ngờ hai mắt hàn lập trợn lên bỗng nhiên ngay giữa mi tâm hắn lóe lên một đạo ánh sáng trong suốt, rồi tan biến không thấy đâu. Trong chớp mắt, cách trước người hắn mấy trượng, trong hư không hiện ra một thanh tiểu kiếm óng ánh, phảng phất như là không khí xuyên qua ngay giữa đầu nắm đấm của thông sơn viên, rồi trực tiếp xuyên qua con mắt của nó. Phốc, một tiếng vang thật nhỏ không ai chú ý đến, chợt cử quyền thông sơn viên đánh xuống đột nhiên dừng lại cách đầu của hàn lập ba thước, không nhúc nhích nữa. Trên khán đài, đám người không thấy được tình hình trong trận đấu, không ngừng la hét không thôi. Trong khoảng khắc đó, có một số ít tưởng như cảm nhận được một cỗ lực lượng thần thức cường đại lóe lên, rồi nhanh chóng biến mất. Một lát sau, mọi người nghe thấy một âm thanh nặng nề truyền đến. Ngay lúc đó, có một cơn gió thật mạnh từ đâu thổi tới, cuốn bay đám khói bụi ra khắp nơi. Trên khán đài, rốt cuộc tầm nhìn của người xem đã trở lại bình thường, thế nhưng bọn họ phát hiện con thông sơn viên kia đã ngã trên mặt đất, còn tên nhân tộc ốm yếu tên lệ phi vũ kia, thì cả người nhúm máu, cơ hồ đã không còn hình người nữa, hơn nữa hắn còn đang đau khổ bò lên đầu thông sơn viên. Thế nhưng ngực của thông sơn viên vẫn còn phập phồng lên xuống, có thể thấy được nó còn chưa tắt thở. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lập đã vận dụng thần niệm tiểu kiếm xoắn nát thần hồn của nó, làm cho nó biến thành một cái xác không hồn, nhưng việc đó cũng không hoàn toàn giết chết thân thể của nó. Chỉ thấy ngay sau khi Hàn Lập leo lên đầu thông sơn viên, hắn từ từ nâng một bàn tay lên, rồi đâm vào hốc mắt của nó, một mực thò gần phân nửa cánh tay vào, rồi tìm tòi trong đó một hồi, mới cắn răng một cái rút ra ngoài. Khi hắn xòe bàn tay ra, một viên thú hạch lớn chừng nấm đấm hiện ra từ trong lòng bàn của hắn, còn hào quang trong mắt của thông sơn viên kia cũng ảm đạm dần, cuối cùng lòng ngực nhấp nhô cũng hoàn toàn ngừng lại. Nhìn một màn ly kỳ trước mắt này, người xem ở đây đều nhìn nhau, có chút khó hiểu, không biết Hàn Lập làm như thế nào mà đã nghịch chuyển bại cục, thắng được trận huyền đấu này. Cái gì, thật không ngờ hắn đã thắng. Thần Dương trợn hai mắt, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là trong lòng mơ hồ có chút suy đoán gì đó. Đúng lúc đó, những người đã mạo hiểm đặt cho Hàn Lập thắng, la lên một tiếng khen hay thật lớn, kéo theo đó là tiếng la hét không ngừng như núi kêu biển gầm. Tay Hàn Lập nắm lấy viên thú hạch kia, cả bàn tay không nhịn được mà run rẩy, hắn liền đưa nó vào trong miệng. Giờ phút này, trong thất khiếu của hắn đều chảy máu, hai mắt hắn cũng theo đó mà tối đen, cũng đã không còn nghe được tiếng vang khắp nơi nữa. Ngay khi Hàn Lập vừa mới tỉnh lại, một cỗ máu tươi nồng đậm truyền vào trong mũi hắn, hắn phát hiện cả người đã nằm trong huyết trì, dựa vào một bên thành huyết trì, khắp nơi không ngừng vang từng tiếng ọt ọt, hòa hợp với một tầng xương mù máu đỏ tươi. Hắn nhẹ nhàng nhấc cánh tay lên, phát hiện cả người đều đau nhức không thôi, thậm chí ngay cả lồng ngực cũng cảm thấy đau đớn. Hàn Lập không buông cánh tay xuống, mà đưa tay vuốt mặt mình một cái, chợt phát hiện vết máu cùng vết bẩn vẫn còn trên mặt, thế là hắn liền vùi cả khuôn mặt hắn vào sâu trong huyết trì, coi như tẩy rửa một phen ta đã để ngươi ở đây lâu thêm một khắc đồng hồ, nếu ngươi còn muốn ngâm nữa, thì sẽ phải tốn điểm tích lũy. Lúc này, một âm thanh có chút quen thuộc từ phía sau truyền đến. Hàn lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên đại hán độc giác đang đứng phía sau hắn. Không phải các hạ lựa chọn thì giờ phút này ta cũng không ở bên trong huyết trì nơi đây. Hàn lập thản nhiên nói, hắc hắc, có tốt hay không, người hãy nhìn tên kia đi rồi hãy nói còn chưa muộn. Đại hán độc giác cười lạnh một tiếng, nói ra, hàn lập nghe vậy, một tay chống cạnh huyết trì, khó khăn lắm mới đứng lên, rồi thuận theo ngón tay đại hán độc giác chỉ, nhìn tới, xuyên qua tầng xương mù máu, thì thấy trên mặt đất cạnh góc tường, có một bãi thịt máu đỏ sậm, mơ hồ có thể phân biệt ra, hẳn đây là một bộ tàn thi. Vận khí của gia hỏa này không tốt, bởi vì thông sơn viên đã bị tiểu tử ngươi chọn, hắn chỉ có thể chọn con ô lân tượng hình thể khá lớn kia, tuy là hắn mở huyền khiếu hơn ngươi bảy chỗ, nhưng kết quả lại bi thảm như vậy. Sắc mặt đại hán độc giác không đổi, nói ra, đã có người này vì sao không để cho ta giao đấu với hắn sắc mặt hàn lập cũng không thay đổi hỏi hắn không giống như ngươi là một huyền đấu sĩ của phủ thành chủ mà là huyền đấu sĩ tự do tới đây chỉ để tự mình khiêu chiến lân thú hoặc là huyền đấu sĩ khác vì tranh thủ kiếm thật nhiều thù lao hắn đã chọn giao đấu với đầu lân thú này tất nhiên chúng ta cũng tôn trọng ý kiến của hắn tuy nhiên đạo lý giống nhau một khi đã vào huyền đấu trường thì sinh tử tự lo đại hán độc giác không thèm để ý chút nào nói Hàn Lập cũng không có tin lời của gã nói, cũng không nói gì nữa, mà bước ra huyết trì, rồi lách qua người gã, trực tiếp đi tới đại sảnh trao đổi. Trận giao chiến này, bởi vì đối thủ là một đầu lân thú huyền dai, cho nên Hàn Lập được điểm tích lũy cao hơn 10 điểm so với trước đó, hắn cũng không có xài tất cả, mà giống như lúc trước, chỉ đổi lấy 7 viên thú hay tháp la thú, rồi quay người về căn phòng đá của mình. Sau khi trở lại căn phòng đá, đầu tiên Hàn Lập bỏ ra chút thời gian xử lý một vài thương thế trên người, sau khi thương thế khôi phục một chút, hắn liền khoanh chân ngồi trên giường đá, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thú hạch trong cơ thể của con thông sơn viên ẩn chứa lực lượng tinh thần còn trên cả hổ lân thú, đợi sau khi hấp thu xong, chắc chắn sẽ có công hiệu hơn so với trước đó. Nhoáng một cái, thời gian trôi qua hơn nửa tháng. Sau khi Hàn Lập hấp thu rất nhiều lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong thú hạch của Thông Sơn Viên, rồi lại liên tiếp nuốt tất cả thú hạch tháp la thú, huyền khiếu thứ 42 cùng 43 trên bàn chân đã bắt đầu dục dịch, có dấu hiệu khai khiếu. Loại tốc độ đả thông huyền khiếu này so sánh với những người khác, không thể là không nói kinh người được, may mà số lượng huyền khiếu bây giờ của hắn so với tất cả huyền đấu sĩ trong này, không quá mức xuất sắc, hơn nữa số lần hắn ra sân không nhiều, vẫn còn chưa gây sự chú ý với người khác. Cho dù bị đám người thần dương biết mình bây giờ đã có hơn 40 huyền khiếu, thì cũng không tính là nhiều, chính mình cũng có cách để chống đỡ một chút, dù sao cũng không phải không có trường hợp hấp tấp vội vàng, phải hy sinh thứ gì đó để tăng thực lực lên trong thời gian ngắn. Trong lòng hắn biết chuyện này không phải kế lâu dài, nhất định phải nghĩ cách che giấu một chút mới được. Chờ sau khi thương thế của mình đã hoàn toàn hồi phục như cũ, cách thời hạn chưa tới một tháng, hắn lại lần nữa chủ động xin được tham gia huyền đấu. Trận này hắn giao đấu không còn là lân thú nữa, mà là một tên ma tộc huyền đấu sĩ trên người có 38 huyền khiếu. Mặc dù huyền khiếu của người này không bằng hắn, nhưng huyền khiếu của gã chủ yếu tập trung phân bố khắp nơi trên bàn tay cùng cánh tay, cho nên sức công phá không thua kém chút nào với con thông sơn viên kia. Thế nhưng nhược điểm của gã lộ ra rất là rõ ràng, đó là tốc độ di chuyển cùng cường độ thân thể đều thua xa hàn lập, cho nên đã bị hắn lấy ưu thế về tốc độ, chấp thời cơ, đánh gãy ba chi của gã còn chừa mỗi cánh tay phải, khiến cho gã phải chủ động nhận thua. Từ lần đó, tên tuổi lệ phi vũ càng vang dội trong khu thứ 9, đến mức tỷ lệ đặt cược hắn cũng theo đó mà giảm xuống rất nhiều, mỗi trận đấu của hắn, mọi người đến xem rất đông, mơ hồ mỗi một trận đấu đều có vô số người xem. Cuộc tỉ thí này, Hàn Lập thắng tương đối nhẹ nhàng, cũng không có tổn thương nghiêm trọng gì. Gần nửa tháng sau, hắn lại tham gia một trận huyền đấu khác, khiến cho gã đại hán độc giác kia có vài phần kinh ngạc. Trong hơn 3 tháng, hết thảy Hàn Lập đã tham gia 5 trận huyền đấu, mặc dù trong đó có hai trận thắng thảm, nhưng với tinh thần liều không sợ chết của hắn, đã làm cho người xem trong huyền đấu trường rung động không thôi. Đến nỗi trong khu thứ 9, đã có không ít người bắt đầu chủ động giao hảo với hắn. Vào một buổi đêm, Hàn Lập đang tu luyện vũ hóa phi thăng công, chợt bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, sau khi hắn mở cửa đá ra thì thấy Trần Lâm đang đứng bên ngoài cửa. chương 870, Cốt Thiên Tầm mời, Trần Đạo Hữu mời vào, nét mặt Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, nhưng người làm một tư thế mời. Làm phiền lệ Đạo Hữu rồi, Trần Lâm chắp tay với Hàn Lập, đi vào gian phòng. Lúc trước lệ mỗ hứa sẽ rất nhanh trả thù lao thiên tinh bối lại cho ngươi, chẳng qua trong khoảng thời gian này ta đều tiêu phí tất cả huyền điểm trên tu luyện, cho nên. Hàn lập hơi lúng túng nói, lệ đạo hữu không cần nhiều lời, tình cảnh của ngươi ta tự nhiên minh bạch đấy. Lần này ta tới đây, cũng không phải đòi nợ ngươi, mà là có sự tình khác muốn thương lượng cùng ngươi. Trần Lâm đưa tay ngăn Hàn lập nói, cười nhạt nói. Trần đạo hữu cứ nói đừng ngại, trong nội tâm Hàn lập trong khẽ động, đưa tay nói ra. Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề, lệ đạo hiếu hẳn là cũng biết độc long lão đại không bao lâu nữa sẽ xuất quan, dùng tính cách của hắn, tất sẽ lập tức tìm người gây chuyện, hơn nữa tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, không biết lệ đạo hữu đã có kế sách ứng đối chưa. Trần Lâm thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm nghị nói ra. Sự tình như thế còn có kế sách đối phó gì chứ? Kiệt lực chiến một trận là được, Hàn Lập nhàn nhạt nói ra, thấy thần sắc Hàn Lập bình tĩnh như vậy, Trần Lâm ngược lại khẽ giật mình. Thực lực độc long lão đại mạnh mẽ, lệ đạo hữu người tuy rằng thực lực không kém, nhưng so với hắn vẫn thua kém không ít ta có một cách có thể giúp ngươi vượt qua lần nguy cơ này không biết lệ đạo hữu có hứng thú nghe không khuôn mặt gã lộ vẻ thần bí nói a à, không biết là biện pháp gì đuôi lông mày hàn lập khẽ động độc long lão đại tuy mạnh nhưng cũng không phải là người không thể địch nhân vật đầu lĩnh khu vực khác có mấy người thực lực vẫn còn trên độc long lão đại trước kia dưới cơ duyên xảo hợp ta có quen biết với cốt thiên tầm đại nhân chỉ cần lệ đạo hữu nguyện ý Ta có thể mời Cốt Thiên Tầm đại nhân ra mặt, vì ngươi giải trận ân oán này với Độc Long lão đại." Trần Lâm nhìn vào mắt Hàn Lập, nói ra. Hàn Lập nghe vậy, hơi ngẩn ra. Ở chỗ này lâu như vậy, hôm nay đối với huyền đấu trường cũng không phải là hắn hoàn toàn không biết gì cả, về đại danh Cốt Thiên Tầm đương nhiên đã sớm nghe thấy. Người này là đệ nhất huyền đấu sĩ của các khu, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, càng được mọi người công nhận là đệ nhất nhân huyền đấu trường, càng thêm ly kỳ chính là, vị Cốt Thiên Tầm này chính là một vị nữ tử càng tăng thêm vài phần sắc thái truyền kỳ. Lệ mỗ cùng cốt đạo hữu vốn không quen biết, không dám làm phiền nàng làm việc cho ta. Sắc mặt hàn lập rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói ra. Cốt thiên tầm đại nhân đã từng xem qua hai trận đấu của lệ đạo hữu ngươi, cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Nói đúng ra thì lần này nàng nghe nói người đại chiến cùng độc long lão đại, đã chủ động nói ta đến tìm ngươi đấy. Trần Lâm ý vị thâm trường nói, thực lực cốt đạo hữu tuy mạnh, ôm thêm việc này chắc hẳn cũng không thoải mái, không biết lệ mỗ phải trả đại giới gì đây. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó không có quanh co, trực tiếp hỏi. Ha ha, lệ đạo hữu người nói chuyện sảng khoái, nếu thế ta cũng không che giấu, cốt thiên tầm đại nhân rất có hứng thú với lệ đạo hữu, nên muốn mời lệ đạo hữu gia nhập thiên cốt minh. Trần Lâm cười ha ha một tiếng, nói ra, huyền đấu trường tuy chia làm 10 khu vực thế lực lớn, nhưng tổ chức thế lực huyền đấu sĩ lại có chút bất đồng với khu vực, trong đó lớn nhất là thiên cốt minh với cốt thiên tầm làm thủ lĩnh, thành viên dưới trướng có khắp các khu vực. Thanh Dương Thành cũng không phản đối việc kéo bè kết phái, ngược lại mơ hồ ủng hộ. Thế lực trong huyền đấu sĩ càng nhiều, tranh đấu sẽ càng kịch liệt, huyền đấu trường không sợ tranh đấu, chỉ sợ không đấu thôi. Nguyên lai like Trần Đạo Hữu là người tiên cốt minh, bất quá lệ mỗ nhàn tản đã quen, chỉ sợ chỉ có thể từ chối hảo ý của Trần Đạo Hữu cùng cốt Đạo Hữu. Hàn lập rủ mắt xuống im lặng chốc lát, vẫn lắc đầu nói ra. Chuyện tiên cốt minh cùng cốt thiên tầm hắn cũng biết không ít, Cốt thiên tầm tuy là nữ tử, tính cách lại cực kỳ kiên cường, quản chế thuộc hạ cực nghiêm. Gia nhập thiên cốt minh, tuy rằng có thể được che chở, nhưng trói buộc cũng rất lớn. Bị buộc tiến vào huyền đấu trường đã để cho trong lòng của hắn rất bất mãn, hắn cũng không muốn lại bị người quản thúc. Trọng yếu hơn là, đối với tình huống huyền đấu trường hắn còn chưa hiểu rõ 10 phần, vì tiện gia nhập thiên cốt minh rất là không ổn. Về phần vấn đề với độc long, nếu thật sự không được, vậy đành phải bại lộ lá bài tẩy luyện thần thuật rồi. Lệ đạo hiếu, có thể ngươi chưa nghĩ thông suốt, thực lực độc long lão đại sẽ không như bình thường đâu. Trần Lâm nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Hàn Lập, trong nội tâm trầm xuống, nhưng vẫn không cam lòng tiếp tục khuyên. Đa tạ Trần đạo hiếu, việc này ta đã rất rõ ràng, kính xin thay ta chuyển lòng cảm ơn với cốt đạo hiếu. Hàn Lập chậm rãi nói ra, nếu như chủ ý lệ đạo hiếu đã định, ta cũng không nói thêm gì nữa. Trần Lâm thở dài, đứng dậy cáo từ ly khai. Hàn Lập tiến Trần Lâm ra khỏi gian phòng, sau đó đứng yên tại chỗ một lát, rồi trở lại trong phòng khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm hai mắt lại, trên người lập tức sáng lên từng điểm hào quang huyền khiếu, thình lình đã có 43 cái. Theo tu vi thân thể tinh tiến, số lượng huyền khiếu mở ra tăng nhiều, nhu cầu tinh thần chi lực để mở ra huyền khiếu mới cũng bắt đầu phát sinh một ít biến hóa. Thời gian qua hắn không chút lơ là khổ tu, khó khăn lắm mới đả thông một chỗ huyền khiếu, tốc độ so với trước chậm hơn một chút. Hàn Lập im lặng ngồi một lát, lập tức lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa, lấy ra một quả thú hạch tháp la thú ăn vào, nhắm mắt bắt đầu luyện hóa. Trần Lâm ly khai chỗ ở Hàn Lập, đi ra ngoài khu thứ 9, rất nhanh đi tới đại sảnh trao đổi. Hai nữ tử kiều diễm đứng song song bên ngoài đại sảnh trao đổi, đều đưa lưng về phía đại sảnh, đang nhìn phía dưới quảng trường, nên nhìn không thấy rõ gương mặt. Dáng hai người cao cao, nàng bên trái mặc váy lụa màu tím, nàng bên phải là một thân trang phục màu vàng nhạt. Tựa hồ cảm ứng được Trần Lâm đến gần, nữ tử váy tím bên trái quay người nhìn lại. Thoạt nhìn nàng này hơn 20 tuổi, da thịt trắng nón, dung mạo xinh đẹp, trên mặt thủy chung treo một tia thần sắc lãnh ngạo. Minh chủ, thật xin lỗi không thể hoàn thành nhiệm vụ ngài phân phó, hắn không có đáp ứng. Trần Lâm gật đầu nhẹ với nữ tử váy tím, sau đó đi đến sau lưng nữ tử áo vàng, có chút hổ thẹn nói ra. Cái gì, không ngờ người này thật không biết điều, chẳng lẽ hắn không biết thực lực độc long, tỷ tỷ ngươi hảo tâm cứu hắn một mạng, vậy mà cũng dám cực tuyệt nữ tử áo vàng vẫn không nói gì nhưng nữ tử váy tím nên cạnh thì trong mắt hiện lên hào quang sắc bén như băng nhận lạnh giọng nói ra cốt thiên tầm chậm rãi xoay người lại nữ nhân này có dáng người trung đẳng ngũ quan dung mạo cũng không quá xuất sắc thậm chí còn thua kém một chút so với nữ tử váy tím bên cạnh nhưng toàn thân cao thấp lộ ra một phong độ tư thái thong dong lại thêm hai con ngươi thanh tịnh linh động da thịt sáng bóng như ngọc thạch đủ để đền bù cho dung mạo của nàng bất luận người nào chứng kiến hai nữ tử này ánh mắt trước hết đều rơi vào trên người cốt thiên tầm không sao ta đã sớm đoán hắn sẽ không đáp ứng như vậy cũng tốt có thể chứng kiến một hồi long tranh hổ đấu cốt thiên tầm cười nhạt một tiếng toát ra phong độ tư thái làm cho trần lâm không khỏi ngẩn ngơ thanh âm nữ tử này cực kỳ uyển chuyển êm tai có một cô ý vị không cách nào nói rõ trong mềm mại lại lộ ra một cỗ uy nghiêm trần lâm thấy cốt thiên tầm không trách tội trong nội tâm thầm thở nhẹ một hơi long tranh hổ đấu, tỷ tỷ ngươi cũng quá để mắt đến tên lệ phi vú kia, hắn chỉ là một tên nhân tộc mở ra trên dưới bốn người huyền khiếu, người như vậy trong thiên cốt minh chúng ta có cả bó to, thì tỷ tỷ ngươi hà tất để ý đến hắn như vậy. Khóe miệng nữ tử váy tím nhếch lên, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường hàn lập. Lệ phi vũ đã thông huyền khiếu tuy ít, bất quá lúc đối địch ý thức chiến đấu người này rất mạnh, dù đối mặt với địch nhân mạnh hơn, cũng vẫn có thể trầm ổn ứng phó, cầu thắng trong bại, điểm này vô cùng đáng quý ngữ khi cốt thiên tầm bình tĩnh nói, mỗi kỹ xảo chiến đấu lợi hại thì có gì trọng dụng chứ, một khi đụng phải người vượt qua hắn quá xa, nhất lực phá bách xảo, hắn vẫn chỉ có một con đường chết. Nữ tử áo tím lạnh lùng cãi lại, nói cũng đúng, thực lực độc long vượt qua hắn quá nhiều, trận chiến này hắn đúng là bại nhiều thắng ít. Cốt thiên tầm cười nhạt một tiếng, nữ tử áo tím nghe cốt thiên tầm nói như thế, lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Nếu thế, lệ phi vũ lần này khó thoát khỏi vận rủi rồi. Trần Lâm nhịn không được xen vào nói, "Cái này phải xem nhãn lực lệ phi Vũ kia thôi." Trong đôi mắt Cốt Thiên Tầm hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, sau đó quay người ly khai. Nữ tử váy tím lập tức đi theo. Nhãn lực, Trần Lâm ngẩn người không hiểu cho lắm, rồi cũng kịp phản ứng, bước nhanh đuổi theo. Trong nháy mắt một ngày một đêm lại trôi qua, đại môn gian phòng của Độc Long vang lên tiếng ầm ầm, từ từ mở ra, một thân hình to lớn từ bên trong đi ra. Độc Long lão đại, mặt sẹo đã sớm chờ ở cửa ra vào lập tức nghênh đón. Đám huyền đấu sĩ khu thứ 9 đều đang đợi đến ngày này, giờ phút này cơ bản đều tụ tập ở đây, Trần Lâm thình lình cũng ở trong đó. Thân hình độc long cao lớn như sơn phong, tuy rằng không vận công nhưng có một cỗ khí thức vô cùng to lớn từ trên người gã lan ra, so với lúc trước mơ hồ còn mạnh hơn một chút, mọi người xung quanh nhịn không được lui về phía sau một bước. Độc long lão đại, tu vi ngài, nhãn tình gã mặt sẹo sáng lên, lần này bị thương tuy nặng, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, lại đả thông một chỗ huyền khiếu mới. Độc Long nhếch miệng cười nói, lão đại lần trước đả thông huyền khiếu tựa hồ mới trăm năm a, vậy mà lại nhanh như thế. Lão đại ngài quả thật là thiên phú dị bẩm, mặt sẹo nịnh nọt một câu, sau đó quay đầu nhìn chỗ Hàn Lập một cái, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Mọi người phụ cận nghe vậy, xôn xao một tiếng nghị luận. Trần Lâm nhướng mày, chỗ sâu trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia lo lắng. Tiểu tử kia có ở bên trong không? Độc Long cũng nhìn về chỗ Hàn Lập một cái, trong mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. tại đấy, tại đấy, đã vài ngày không có ra cửa, đoán chừng là bị dọa cho bất động, hoặc là tạm thời ôm chân Phật, chờ đợi kỳ tích phát sinh, lại để cho thực lực đại tiến đấy. mặt sẹo cố ý nói ra, không ít người phụ cận cũng phụ hòa cười theo. một số người lúc trước có giao hảo một chút với Hàn Lập, ánh mắt chớp động một hồi, sau đó cũng đều cười ha ha một tiếng. trên mặt Độc Long cũng lộ ra vẻ tươi cười, bước đến trước cửa phòng Hàn Lập, tính đưa tay vỗ vào. nhưng vào lúc này ầm một tiếng vang nhỏ, cửa phòng từ từ mở ra, thân ảnh Hàn Lập đi ra. Sắc mặt hắn bình tĩnh như giếng cổ không ngợn sóng, nhìn độc long, mặt sẹo, cùng với những huyền đấu sĩ khác bên ngoài cửa, thần sắc không thay đổi chút nào. chương 871, lên đài xem thực hư. Hắc hắc, lệ phi vũ, không thể tưởng tiểu tử ngươi còn rất tự giác, biết rõ nên đi ra nhận lấy cái chết. Mặt sẹo chỉ vào mũi hàn lập, nghiêm nghị quát, hàn lập vẫn không nhanh không chậm từ trong phòng đi ra, phảng phất như không nghe thấy gã mặt sẹo nói sau đó dừng ở trước mặt độc long hừ vài ngày trước coi như ngươi có vận khí độc long lão đại bởi vì thi đấu bị thương mới giúp ngươi sống tạm đến nay bây giờ thương thế lão đại đã khôi phục ngươi còn không lập tức quỳ xuống dập đầu cống hiến hết huyền điểm trên thân cho ngài nói không chừng tâm tình lão đại tốt còn có thể tha cho ngươi một mạng nhỏ mặt sẹo thấy vậy thanh âm có chút tức giận nói hàn lập liếc trên dưới mặt sẹo một cái trong mắt hình như có hào quang hiện lên sau đó liền rời ánh mắt đi lẳng lặng nhìn độc long bộ dạng của hắn bình tĩnh làm cho người vây quanh khẽ giật mình tiếng cười cũng theo đó im bặt lại mặt sẹo thấy hàn lập không đếm xỉa đến mình như vậy biểu lộ cứng đờ trong mắt lóe lên lửa giật đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa độc long lại mãnh liệt chừng mắt nhìn gã mặt sẹo hầm hực cười cười với độc long thức thời lui qua một bên rất tốt đã lâu rồi chưa gặp được một gia hỏa có cốt khí người biết ta ưa thích cái gì nhất không chính là bóp nát từng đoạn từng đoạn xương cốt loại người như người đấy. Mặt độc long không biểu tình nói, hai tay bóp chặt ở trước ngực, tạo thành từng tiếng răng rắc. Các hạ không cần phải nói những lời này nhằm làm dao động tâm trí ta. Nói đi, người tính động thủ ở chỗ này, hay là tìm nơi khác. Hàn lập lắc đầu, bình tĩnh nói, lá gan không nhỏ, vậy gặp ngươi ở huyền đấu trường để xem thực hư. Đồng tử độc long bỗng nhiên co rụt lại, liếc nhìn thật sâu hàn lập, lưu lại một câu rồi quay người đi ra ngoài. Hàn Lập không nói gì, nhấc chân cất bước đi về phía trước, hai người song song đi ra hướng bên ngoài. Đám người phụ cận thấy cảnh này, nhao nhao lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ Hàn Lập sẽ phản ứng như thế, sau đó không biết người nào la lên một tiếng đi, theo sau nhìn một cái, rồi mọi người đều đuổi theo. Mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, cũng bước nhanh theo. Hàn Lập và Độc Long rất nhanh đi tới đại sảnh trao đổi, không ít người ở khu vực khác cũng không biết đã nhận được tin tức từ đâu, lại nhao nhao tụ tập tại đây, một bộ dạng xem náo nhiệt. Trong đại sảnh trao đổi to lớn như vậy, bây giờ hầu như đứng đầy người. Ba người đi đầu tản mát ra khí thức khổng lồ, thình lình cũng không dưới độc long, cảm thấy hứng thú nhìn xem hàn lập cùng độc long. Cốt đạo hiếu, đồ đạo hiếu, tôn đạo hiếu, như thế nào hôm nay có hứng thú tới xem náo nhiệt. Độc long dừng bước lại, nhìn về hướng ba người, bật cười lớn nói. Hàn lập cũng theo tiếng nói liếc nhìn qua đánh giá ba người. Người chính giữa là một nữ tử áo vàng, da thịt trắng nõn như ngọc, dung mạo có chút tú lệ. Điều đặc biệt chính là, từ trong ra ngoài, nàng này tản mát ra một cỗ khí độ thong dong phai mờ như thể siêu thoát ra bên ngoài, làm cho người có loại cảm giác hạc giữa bầy gà. Nàng này đúng là cốt thiên tầm, mà nữ tử áo tím lúc trước thì đang đứng bên cạnh nàng. Người bên trái cốt thiên tầm là một hán tử áo đen, làn da toàn thân ngăm đen tỏa sáng, so với độc long thấp nhỏ hơn nhiều, thậm chí so với hàn lập còn thấp hơn một chút, nhưng tay chân lại dị thường tráng kiện, cánh tay to chừng đùi hàn lập, về phần đùi lại tương đương với vòng eo hàn lập thấp bé thân cao, tay chân trắng kiện, khiến cho hán tử áo đen này thoạt nhìn rất không hài hòa, nhưng toàn thân gã không một chỗ nào không tràn đầy lực lượng bạo tạc. Người bên phải cốt thiên tầm là một thanh niên da xanh, dung mạo có chút anh tuấn, nhưng làn da trên toàn thân hiện ra từng đạo hoa văn giống như con run, tản mát ra rậm rạp hàn ý. Là cốt thiên tầm khu vực thứ nhất, nàng vậy mà cũng tới đây xem náo nhiệt. Huyền đấu sĩ cao cấp nhất khu vực thứ tư là sát thần mặt đen đồ cương, còn có băng hoàng quyền tôn băng hà khu thứ sáu, bọn hắn vậy mà cũng tới. Đám huyền đấu sĩ khu thứ 9 chứng kiến ba người, ông ông nghị luận. Hàn lập nhìn hai người kia một lát, ánh mắt lại chuyển về trên thân cốt thiên tầm. Ánh mắt cốt thiên tầm cũng nhìn sang, ánh mắt hai người đụng nhau, trong lòng hàn lập dùng mình, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ dị thẩm thấu tới đây. Hắn tự động vận chuyển luyện thần thuật, lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu chảy xuôi ù ù, loại cảm giác kỳ dị này lập tức vỡ nát, biến mất vô tung trong đôi mắt cốt thiên tầm hình như có hào quang hiện lên lập tức rời ánh mắt đi nhìn về phía độc long độc long đạo hữu người giàu gì cũng là một huyền đấu sĩ đứng đầu khu hà tất lại so đo với một người mới tới như thế cốt thiên tầm thản nhiên nói nếu có người mới tới lại không biết trời cao đất dày mạo phạm đến uy nghiêm cốt đạo hữu cốt đạo hữu sẽ tâm bình khí hòa như thế sao sắc mặt độc long chuyển sang lạnh lẽo chậm rãi hỏi ngược lại cốt thiên tầm từ chối cho ý kiến thản nhiên cười cười không nói gì nữa ba vị đạo hiếu, trước xin lỗi không tiếp được rồi. Chờ ta vặn đầu tiểu tử này xuống, lại cùng ôn chuyện với ba vị. Độc Long hơi chắp tay với ba người, mở miệng nói không để Hàn Lập vào trong mắt chút nào. Vừa nói xong, gã liền cất bước đi đến hướng huyền đấu trường phía dưới. Nét mặt Hàn Lập bình tĩnh như lúc ban đầu, tựa hồ không nghe Độc Long nói, hơi khẽ gật đầu với cốt thiên tầm, coi như cảm tạ hảo ý nàng lúc trước muốn xuất đầu hóa giải ân oán giữa hắn và Độc Long, sau đó cất bước đi xuống phía dưới chờ một chút cốt thiên tầm chợt mở miệng gọi hàn lập lại hàn lập nghe tiếng dừng bước nhìn lại cốt thiên tầm nhìn nữ tử áo tím bên cạnh trên mặt nữ tử áo tím có chút không cam lòng bất quá vẫn đi đến trước người hàn lập ánh mắt bất thiện của nàng liếc nhìn hàn lập trong mỗi hừ một tiếng lật tay lấy ra một cái bình ngọc màu trắng đưa tới ân oán giữa ngươi và độc long tuy rằng không quan hệ với ta bất quá thực lực độc long mạnh hơn ngươi quá nhiều trong bình có một viên kháng long đan có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng nhục thể của ngươi, có thể rút ngắn thực lực giữa ngươi cùng độc long. Đương nhiên, cũng có tác dụng phụ nhất định, sau đó phải hao phí một hai tháng khôi phục, nhưng sẽ không sao. Cốt thiên tầm mở miệng nói ra, kháng long đan, cốt đạo hữu ngược lại là rất hào phóng. Đồ cương cười hắc hắc một tiếng, nói ra, tôn băng hà không nói gì, thần tình cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Đuôi lông mày hàn lập khẽ động, xem phản ứng của hai người, kháng long đan này dường như không phải chuyện đùa, đan này cùng huyết chiều đan mà thạch phá không ban cho bọn họ có công hiệu tương tự, chỉ không biết cả hai chúng nó cái nào tốt hơn. Hừ, rõ ràng thực lực yếu dối tinh dối mù, thật không biết tỉ tỉ nhìn chúng ngươi điểm nào, vậy mà cầm ra một viên kháng long đan cho ngươi, còn không mau tiếp lấy. Nữ tử áo tím tựa hồ cực kỳ bất mãn về việc hàn lập được cho một viên kháng long đan, nhưng vẫn theo mệnh lệnh, tức giận nói. Trong mắt hàn lập lóe lên lãnh mang, quay người nói với cốt thiên tầm, đa tạ hảo ý cốt đạo hiếu, bất quá ta cùng Độc Long đạo hữu nếu như quyết định dùng trận đấu giải quyết ân oán, vậy nên tiến hành một cách công bằng, nếu như ta tiếp nhận các hạ tặng, có lẽ sẽ mất công bằng, lệ mỗ xấu hổ không dám nhận." Nói xong, hắn liền cất bước đi thẳng về phía trước, không để ý chút nào đến nữ tử áo tím. "Không biết điều, không dùng kháng long đan, sợ là một chiêu của Độc Long cũng không tiếp được." Trên mặt nữ tử áo tím lộ ra vẻ tức giận, nhìn bóng lưng Hàn Lập quát khẽ một tiếng.